Pepsi vị chanh không calo mới, sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lấy giòn bùng vị, rap hay bùng nổ. Giám Việt mùa 3, 20 giờ thứ 7 đang phát sóng trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Chân thành chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với Rap Việt mùa 3 vòng thi đối đầu. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với các chiến binh của đội Thái Việt G. Xin chào đón huấn luyện viên Thái Việt G. B-Ray. Andre, Big Daddy và các vị giám khảo Just a D. Superboy Garrick. Và bên cạnh đó hãy chào đón DJ Wukong. Tôi là Trân Thành, xin chào quý vị. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta lại trở lại đây với chương trình Rap Việt. Chương trình của chúng tôi do V Channel và Vion thuộc đất Việt VAC Group Holdings thực hiện, phát sóng định kỳ vào 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh V Channel và siêu ứng dụng giải trí Vion. Quý vị tải ngay Vion để xem sớm nhất và trọn vẹn Rap Việt mùa 3. Vion là siêu ứng dụng giải trí để xem phim, show, thể thao và truyền hình. Và đừng quên feelvg.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng, đối tác truyền thông chính thức để trải nghiệm những nội dung độc quyền. Chúng tôi xin được cảm ơn đơn vị tài trợ chính của chương trình năm nay, nhãn hàng Pepsi vị chanh không calo, sảng khoái tột đỉnh, bung hết chất mình. Và xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ nhãn hàng Lay's, Lay's giòn bùng vị, rap hay bùng nổ. Và xin được cảm ơn đơn vị tài trợ ghi âm và phát hành độc quyền bản ghi của Rap Việt mùa 3, Warner Music Việt Nam. Hôm nay chúng ta trở lại đây với vòng đối đầu và rất là muốn biết tâm lý của anh Thái ngay lúc này với chất lượng thí sinh của đội mình, anh thấy như thế nào ạ? I feel good, my team. They've been working hard, you know, every day, so I'm excited to see them do their thing. I had to dress nice for my team's performance, you know what I'm saying? So I had to come out strong. So, chắc là hôm nay với cái màu áo trắng như vậy thì nó sẽ có cái gì đó nó rất là tươi sáng đó mà nè. Hôm nay em sẽ coi là cái màu của anh Thái nó sẽ như thế nào nha. Em đang rất là chờ đợi và em nghĩ là nhiều khán giả cũng đang chờ đợi. Yeah. B-Ray, em nghĩ như thế nào về tình hình cho đến giờ phút này em? Cho tới giờ phút này thì em đang rất là háo hức để được xem các màn trình diễn của mọi người. Tại vì em thần tượng anh Thái từ lúc em còn bé tí, cho nên là em cũng muốn xem cái màu sắc âm nhạc của ảnh khi mà ảnh kết hợp với lại các bạn thí sinh thì nó sẽ như nhưng thế nào. Nhưng mà tại sao bữa nay tập của anh Thái mẹ mặc đồ giống phù thủy bên Harry Potter quá vậy? Dạ đó, đó là mà nó đi du hành qua bên Nhật Bản chơi xíu. Andre đánh giá như thế nào về thí sinh của mình Thái nhỉ? Đối với Andre thì anh Thái luôn một đội rất là kiểu bí ẩn. Tại vì rất lâu Andre không được nghe nhạc của anh Thái. Và Andre rất là mong chờ. Thank you bro. Big Daddy thì sao ạ? Hôm nay bạn thấy thế nào? Cũng như mọi người thôi, những cái bài rap đầu tiên mà em được nghe khi mà em bắt đầu rap từ lúc 16-17 tuổi là những bài rap của anh Thái. Như B-Ray hay là anh Andre thì cả hai đêm trình diễn vừa rồi mọi người đều ra được những cái màu sắc riêng của mình và rất là hay. Còn anh Thái thì vẫn là một sự bí ẩn và một sự tò mò mà hôm nay em rất là muốn biết. Em gái anh Thái có lời nào phát biểu ấy? Ôi thôi thôi, bữa nay Việt Kiều về quê thì Việt Kiều mong muốn tìm lại gia đình và những cái gì đó nó nhân sinh. Để coi là yếu tố con người của anh Thái sẽ đem tới sân khấu như thế nào. Thì để coi là gia đình là có gì sáu cô bảy gì không. Hôm nay Carrick khỏe là chưa em? Dạ anh Thành, em khỏe rồi. Hay quá ta. Qua tư tập anh Thái em khỏe liền thôi em hả? Hôm nay anh Thái giọng em có vẻ hợp với anh Thái hả? Dạ, tại vì hôm nay là tiết mục của anh Thái này em phải ráng khoe để nói nhiều hơn. Carrick đã trở lại nha.
Mọi người nghĩ là anh Thái ở nước ngoài thì sẽ không có cập nhật được những cái văn hóa Việt Nam. Nhưng mà em nghĩ nếu như mà anh Thái là một người đã có được những cái văn hóa ở bên nước ngoài rồi và em nói chuyện với ảnh thì ảnh cập nhật những cái văn hóa ở Việt Nam rất nhanh. Cái đó là cái thế mạnh của ảnh. Khi mà ảnh kết hợp hai cái thì em chắc chắn sẽ có một cú nổ rất lớn. Chúng ta đang chờ đợi những điều đặc biệt. Anh Thái, cặp đấu đầu tiên sẽ là ai đây ạ? The first one is going to be Voltec and Cadmium. Em bé bùng nổ hả? Yeah, Cadmium. Tại vì sau cái vòng 1 thì Cadmium có vẻ hơi gây tranh cãi chút xíu. Tranh cãi là gì? Controversial. Oh, controversial, okay. When I was 16, I did a song that went around the whole world, you know, so I could relate to what she's going through, you know, just be ready for her. Voltec. Yeah, Voltec. Yeah, I mean, he's an artist, he got a unique style, and I think, you know, he's gonna do good, he's gonna surprise you guys. Lạ nhỉ, với một cái người như Voltec mà lại đi kết hợp với Cadmium, đúng không? Một cái người nghệ sĩ rất là đường phố, với một cô bé 16 tuổi, trẻ trung, và như một tờ giấy trắng. Wow, hãy chờ đợi những điều đặc biệt đang xảy ra. Voltec và Cadmium. Hey yo các bác ơi, có hẹn với điểm tin spotlight hàng tuần rồi đây. Rap Việt vừa rồi càng bùng nổ hơn khi công chiếu vòng đối đầu của đội D-Ray để tôi flex nhẹ con số khi tập 8 vừa khai hỏa nhé. Có gần 1 triệu người xem đồng thời trên cả kênh YouTube và Vion, đạt được 7 triệu người xem chỉ sau 3 ngày lên sóng YouTube. Tập 8 đã thống lĩnh top 2 trending YouTube, chấn động hơn sau 7 tuần phát sóng. Rap Việt đã thu về 3,3 tỷ lượt xem của khán giả toàn cầu. Xin gửi lời cảm ơn thật to bự trước tình cảm mà cả nhà đã dành cho Rap Việt, mãi yêu. Thứ hai, ba, tư hàng tuần nếu các bạn lo không có phim gì để xả hơi thì đã có Hoa Vương đây. Làm sao để quên người yêu cũ? Hãy đi tìm câu trả lời trong Hoa Vương tuần này. Anh sẽ tặng em hai đôi giày. Để dù em có bỏ đi thì cũng sẽ quay về bên anh. Mang đôi giày này và đi cùng anh có được không? Để nhanh chóng quên Đăng Khoa, Trúc Mai chấp nhận lời tỏ tình của Mạnh. Còn Khoa cũng thử mở lòng với Hoàng Yến. Anh biết bây giờ có hơi khó khăn một chút, nhưng mà anh sẽ cố gắng thường thường mở lòng với em. Anh sẽ không làm cho em phải buồn nữa đâu. Nếu hai người buồn mà bốn người cùng hạnh phúc thì có nên. Cũng là chuyện người yêu cũ, nhưng anh Thư bi kịch hơn nhiều. Tôi đã quá ngây thơ, cho nên mới bị tên khốn như anh lừa gạt. Quá khứ bị trọng ép phá thai. Em bỏ nó đi. Anh có biết mình đang nói cái gì hay không hả? Ngay từ đầu tôi kêu cô phá rồi mà. Nếu anh muốn bỏ nó, thì tự tay mà làm đi. Xin đi không, thì tuyên cô. Vừa sinh con đã bị bắt mất con. Trọng đem bỏ con rồi lừa anh Thư là đứa con đã mất. Nó đã chết trước khi tôi làm giấy khai sinh. Giờ mình biết được, tôi chết chắc. Nếu như để cho tôi phát hiện ra nó có liên quan tới chuyện phụ nữ, thì tôi sẽ giết anh. Thứ sáu đến rồi, đến với Na La Nha cả nhà ơi. Tập 9 vừa qua chúng ta có hẹn với nữ chính Phan Mỹ Tuyết. Mình trải qua vài mối tình và mình vẫn cảm thấy là mình không là chính bản thân mình. Thì thời gian này là cái thời gian mà mình cảm thấy mình là bản thân mình nhất. Mừng cho Mỹ Tuyết đã thành công tìm được đúng nam độc thân duy nhất trong dàn cực phẩm lần này. Cái kết không thể tuyệt vời hơn. Em rất cảm ơn chương trình đã rất là ưu ái dành cho em một người rất là xịn. Hy vọng Mỹ Tuyết sẽ có một hành trình yêu mới đầy tuyệt vời trên chặng đường sắp tới nhé. Chờ mãi đến thứ bảy để bật Rap Việt lên thôi. Team D-Ray xuất trận vòng đối đầu quá đỉnh với 4 bài hit mỗi bài một vẻ 10 phân vẹn 10. Đầu tiên là màn kết hợp mang âm hưởng dân gian. Rồi sau đó là một chút tình yêu sushi chocola kẹo mút. Kế đến là bản rap cực chiêu với lyric thấm hơn chữ thấm. Và kết thúc bằng màn kết hợp với đảo cả khán đài. U cà là mê, đỉnh thế này thì hỏi sao không bội thu nón vàng cho được. Chiếc nón đầu tiên thuộc về Double Duty. Double Duty xứng đáng với cả cái mũ này và em sẽ cứu bạn về. Theo sau đó là hai chiếc nón được quăng ra cho Juno Big Boy. Chúc mừng team đi đây nhé. Spotlight tuần 8 của cả ba chương trình đến đây là hết rồi cả nhà ơi. Đừng bỏ lỡ Hoa Vương, Người Ấy Là Ai mùa 5 và Rap Việt mùa 3 trên V Channel. Xem sớm nhất trên Vion. Sợ nhờ. Wow. Anh Voltec là một người có một cái nguồn năng lượng rất là khủng. Chất giọng mình rất là nội lực. Và anh ấy cùng tần số năng lượng với mình. Wow. Cô bé này có 16 tuổi. Nhưng mà cái nội lực của bạn ấy cực kỳ ấn tượng. Việc anh Thái ghép phim bọn mình thấy cực kỳ thú vị ngay từ đầu. Hey, so check this out. Two Pills made a crazy ass beat. I feel like this beat has high energy, macho style, so check it out. Let's hear it. The beat for Voltec and Cadmium is dope. Got high energy, you know, with their sound and their voice, so I feel like they both will complement it. Tiếng trống trường ngay đầu vào beat đã gợi lên cho mình một cái khung cảnh của một ngôi trường học rất là vui tươi, rất là rạo rực, nhưng mà có những cái tiếng rất là dark gợi lên cho mình cái câu chuyện ẩn đằng sau buổi học đến trường đấy.
Đầu mình có nảy số luôn là cái beat này nó cần thêm một vài cái yếu tố âm thanh khác thể hiện cái sự hung dữ, mạnh mẽ, làm cho bài nhạc nó không chỉ là một cái bài nhạc giải trí, nó nên có một câu chuyện. So since you're, you know, still young, I watch your stuff and you're like a true artist yourself. I think the subject that we're gonna do, school problems, but you're still such at a young age. I feel like it is a sensitive subject, but it's a relatable subject. You know, because I'm pretty sure, you know, you guys go through stuff where people always trying to... Tuổi thơ của anh ngày xưa đi học cũng có trải qua nhiều vấn đề này. Anh nghĩ là chủ đề này hay đấy. Em nghĩ là chúng ta sẽ có sự đồng cảm. Đây là sự phản ánh từ hai thế hệ khác nhau về một vấn đề. Mình cũng đã có những cái trải nghiệm khi mà mình còn đi học về cái việc bắt nạt học đường. Và cadmium là đang ở trong cái giai đoạn đó. Bọn mình rất muốn đưa ra một cái lời giải cho vấn đề này. Chúng ta có thể phân vai, có một đoạn nào đó mà kiểu hai người đối thoại nhau chẳng hạn. Thì mọi người thử nghĩ nào. Bây giờ anh thử vào vai bully nhá. Sợ không? Không. Phục không? Không. Không biết là ai bully ai đấy. Yeah. We can sample that. That tone should be a little bit more energy, more aggressive. Aggressive. Yeah. Cadmium, you know, you look at her, you can't see that. But then her voice is one of the strongest voices I've heard. And Voltec, he's very creative and he has a strong demeanor. His voice is strong. So I feel like that's a world class match right there. Yeah, good luck, y'all. Let's go. You know, good luck. And so Cadmium. Em sợ lắm ạ. Bro. Hai anh em đã thống nhất ngay từ đầu đây không phải là một màn để anh em chiến đấu với nhau, mà đây là một màn cộng tác để hai em cùng đi truyền tải một cái thông điệp. Hãy đứng lên, hãy vùng dậy vì những điều xấu không xứng đáng được tồn tại ở nơi tình yêu thương đang lớn dần. Let's go! Mời quý vị cùng đến với câu chuyện của Voltec and Cadmium. Trêu chọc với cho đến lớp 3 anh đầy mới bắt đầu biết đọc. Vì chữ học duy nhất mà anh biết từ trước tới giờ chỉ là chữ lười học, bực dọc, cầm đầu đám ghét học. Túng năm tụng ba đi thành hàng mà đứa nào đưa đây cũng rọc. Anh lọc xin cá biệt, được ngồi hẳn bàn riêng. Nhà anh có điều kiện, lúc chưa biết tính nhầm anh đây lại đã biết đến tiền. Biết đến tiền, tiền ở đâu mà đếm? Tiền ăn sáng em ơi. Muốn bất bị làm phiền thì cứ thế nộp tiền, không phải làm hoa hậu thân thiện. Hẹn anh em ra khu trường làm vài que cá viên chiên. Bị cô giám thị trông thấy bắt vào lớp, viết bảng kiểm điểm, mời phụ huynh tới nói chuyện riêng. Yeah. Trường và lớp với bọn anh là một xã hội thu nhỏ nhỏ. Nơi thứ hạng phân chia không phải từ những điểm số đỏ. Chỉ biết trong một trường này lớn nhỏ thì đều phải biết chứng tỏ. Bọn em lo thành trò giỏi, còn bọn anh chỉ lo đo xem thằng nào có cơ bắp to. Này có sợ không? Này có tiền không? Này có phụ không? Xuất xứ của ta đã khác, gia đình em đàng hoàng, gia đình anh phức tạp. Lớn lên thì những trận đòn phạt là công an trách phạt. Xin kỳ tình ngang tàng liều mạng thì mà đã đàn áp. Phải sợ, stand up for yourself. Mà không phải sợ, stand up for yourself. Những đứa trẻ đến trường đến lớp đều là để đi học. Những đứa trẻ đến trường đến lớp đều là để đi học. Yeah. Đi học thôi, hân hoan bước tới trường do đi học thôi. Ngày đến lớp nó cũng là ngày vui tung tăng, cùng chơi, chơi cùng răng rung rẻ. Nhưng rồi kẻ bắt nạt lại ấp tới cùng phe. Ta chẳng thể cố thích nghi với cái tính bắt nạt họ thiết bè kết phái để chia phe. Để chơi hồn nhiên với niềm vui khôn xiết, nhưng rồi bạn bè chẳng ai chịu chia sẻ. Trường học là nơi để gieo mầm, sao bây giờ chẳng thể thành cây? Bởi những vết thương tinh thần của ta dần đi mãi không một ai ở cạnh đây. Đàn phím, lai cách, vô lời kêu gọi tẩy chay. Hình ảnh, chế giễu, mà chúng tự cảm thấy hay. Nếu tuổi thơ, yên bình, là quá khứ ta từng có, thì tương lai, sáng lạ, chính là cái ta hằng mơ. Cuộc sống ta hạnh phúc hơn họ, nhưng tới trường tâm trạng đâm lớp lo. Lòng ngực ta như đã tắc nghẽn, hàng rào vô hình còn làm ta mắc kẹt. Đến lớp cùng những tức bực, những người quá khứ ta hết mực yêu thương. Gặp bạn xấu khiến ta ức ức, gặp bạn xấu khiến ta sợ đến trường. Đứa trẻ ấy từng rất hạnh phúc, giờ chỉ còn là nụ cười gợn trên môi. Giá như ai ở bên cạnh lúc thì tim non không không nhàn nhã giữa đời. Thức tỉnh đi không được phép yếu đuối, sống như đóa hoa vượt tới ánh mặt trời. Những khúc ca em đêm
lớp đây là để đi học. Những đứa trẻ đến trường đến lớp đây là để đi học. Bạn không phải sợ, stand up, stand up for yourself. Bạn không phải sợ, stand up, stand up for yourself. Những đứa trẻ đến trường đến lớp đây là để đi học. Những đứa trẻ đến trường đến lớp đây là để đi học. Low Tech và Cadmium. Quá dễ thương, là một tràng pháo tay cho Thiên Quang Thái Việt Chi. Good job. Nóng đi học mà còn ăn vụng nữa hả? Khổ ghê. Quay đây cưng, quay đây cưng. Trời ơi thiệt. Thương quá, thương nhỏ xíu mà hơi đông mà dữ vậy cưng. Biết đây sao biết ơi. Em rất là thích cái vibe này của hai bạn. Ở cái vòng 1 thì Vô Trác chơi một cái beat nó cũng căng, nhưng mà cái kiểu căng không phải là kiểu mà anh thấy thích, mà ngày hôm nay này anh thấy rất là hợp với em. Flow rồi delivery của em ngày hôm nay em cũng đã biết tiết chế để cho nó rất là phù hợp với beat. Và anh rất là thích cái verse của em. Cát Miềm cũng vậy, vẫn là một cái năng lượng rất là cháy, rất là mạnh mẽ từ cô bé mà cứ tưởng là học sinh thôi, nhưng mà cũng sẵn sàng nghiền nát những cái người đối thủ đứng gần mình ấy. Phần trình diễn ngày hôm nay của cả hai em là anh đều rất là thích. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn anh nhiều ạ. Vì vậy thế sao ạ? Dạ, em thấy rất là thích cái màn trình diễn này ạ. Tới cái vòng này thì Vô Thác đã sử dụng cái flow nó hợp lý hơn, và mình cái delivery cũng rất là tốt hơn. Nếu như mà có thể bỏ thêm nhiều cái cặp vần nó hay ho hơn một tí để nghe cho nó đã, thì mình nghĩ là nó sẽ tốt cho bạn rất là nhiều. Cadmium gọi là tiến bộ một cách vượt bậc luôn nha. Một lần nữa em lại tiếp tục đánh lừa với cái giao diện như vậy. Coi hồi nữa em biến thành cô chủ nhiệm quát anh Vô Thác luôn. Anh Thái rất là hay khi mà đã ghép cặp Vô Thác với lại Cadmium. Andre, lúc đầu thì Andre cũng không hiểu vì sao anh Thái lại ghép cặp Cadmium và Vô Thác. Nhưng mà sau khi mà xem xong cái màn trình diễn thì Andre hiểu là hai cái năng lượng này khi mà kết hợp với nhau ấy, nó làm tất cả cái hội trường này bùng nổ. Bài vòng 1 của Vô Thác ấy thì anh chưa ấn tượng em lắm, nhưng mà cái bài vòng 2 này thực sự thì anh Thái đã biến em thành đối thủ đáng gờm ấy. Về cái flow của em đi tật, xong rồi em lại biến đổi thợ, anh rất là thích. Chỉ có điều một chút là em nên tìm những cái vần nào mà nó mới lạ, và những cái cặp vần đôi nó đi dài một bài thì nó sẽ ấn tượng hơn. Còn Cadmium Hải Phòng gang. Anh cũng bất ngờ luôn là anh Thái biến em thành một hình tượng như này, hoàn toàn khác so với vòng 1. Và anh cũng rất là tự hào khi mà Hải Phòng có một cô gái trẻ mà rap tốt như này. Có lẽ là em còn quá trẻ, cho nên khi mà em lên sân khấu có một vài đoạn em chưa tiết chế được ấy, em rap chưa rõ nghe một chút. Lần sau mình sửa lại cái đấy là tuyệt vời. Anh Thái nhìn là thấy một cái người rất là có tâm nha, là coi như là con cái mà về nhà ảnh là ai cũng được lo ăn đầy đủ á kìa. Mà diễn mà giống như cha đi họp phụ huynh vậy đó. Rồi tôi thấy ông không ngưng cái ánh mắt về hai cái người này luôn á, tôi rất là thương yêu luôn. Yeah, Carrick. Dạ, yeah, em thực sự rất thích luôn. Tại vì chính cái chất giọng mới handle được cái beat này. Thực sự là anh thấy là đối với Vôn Trác là em cải thiện rất nhiều. Andre nói là em cần bộ vần mới hơn, nó lạ hơn. Nhưng mà thực sự là đối với anh thông cảm điều đó. Tại vì em là một người mới, cho nên cái đó cần thời gian để em trau dồi. Còn với Cadmium thì quá tuyệt vời, anh không biết nói gì nữa. Cảm ơn Carrick ạ. Cảm ơn anh nhiều. Xuống. Đầu tiên là phải cảm ơn anh Thái cho hai cái năng lượng này gặp nhau. Nếu mà là xưa thì cái đường lối của mình nó vẫn sẽ là tô đậm cho cái người nghệ sĩ đó nhiều nhất. Và những gì mà những người mới có đó chính là một cái trái tim, những cái điều khởi đầu không có nhiều tính toán. Và cái đó thì phải công nhận là về với đội của anh Thái thì nó mới rõ ràng được cái tính chất của mỗi người.
Và yeah, rất là hợp độ tuổi của Cáp Nhâm cũng như là hợp cái xuất thân của Votap. Mà Su có để ý không? Hai bạn này khi mà lên sân khấu, một người rất là cao, một người rất nhỏ con, rất là thú vị luôn ha. Ê, nhưng mà cái giọng là thật sự là không hề như vậy. Yes. Giống kiểu em với anh ấy. Em có nhỏ đâu. Em nhỏ hơn anh đấy. Anh là Votap, còn em là Cáp Nhâm. Đâu, đứng vô tôi coi thử coi nè. Tôi chân thật mà. Không phải sợ, sợ. Thì thấy sao? Với cái tinh thần lý tưởng của anh Thái mà các bạn đi theo ấy, thì các bạn sẽ tự biết kìm mình lại. Và Votap thì anh thông cảm được với em, tại vì là em đã xa Việt Nam quá lâu rồi. Nhưng mà em cực kỳ cố gắng từ trình diễn này, gắng đọc để cho mọi người có thể nghe được hết, không bị như bài vòng 1. Cáp Nhâm, em vẫn là một cái người viết rất là giáo dục công dân, đầy cái tính triết lý. Đây là một cái tín hiệu dành cho những cái tư duy viết nhạc của giới trẻ. Mặc dù là bọn em đều rất là khó khăn để có thể kết nối với anh Thái trao đổi về lyrics, nhưng mà anh Thái là một người cực kỳ đặt kỳ vọng vào các bạn. Và cái cách anh Thái làm việc thúc đẩy các bạn, anh là người được chứng kiến. Anh Thái vẫn luôn là những người đứng sau bọn em. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh. Anh thấy là em là một cô bé chính kiến rất là rõ ràng, kiểu mà mình không vừa lòng cái gì là mình phải phản ứng liền với nó luôn á, đúng không? Dạ vâng ạ. Tại vì cái vấn đề này là một vấn đề đã tồn tại những cái hệ lụy xấu cho các bạn học sinh, nên là em muốn dùng cái tiếng nói của mình để nói lên rằng là điều đó là một điều xấu và phải ngăn chặn ở trong trường học. Và rõ ràng là cái năng lượng em rất là hợp với lại năng lượng của Votap, là những cái người mà sống rất là khẳng khái, thích những cái gì đó đến từ sự thật. Anh Thái, vì sao kết hợp hai cái đối thủ này với nhau ạ? Because the energy, I know they both got strong vocals and they're just both dope. I feel like they're both strong. So, but you know, I like the subject they picked too. Like we sat down talk about it. I feel like the subject has a good message. Yeah. Because even here in America, like there's a lot of that bullying stuff going on. So, if that's what resonates with them, I support it. And did you guys have difficulties together when you were together? No, I mean, I can't write Vietnamese lyrics, so they had to do their thing, you know? Nhưng mà, quan trọng là cái đầu để mà đưa các bạn vào đúng những cái vị trí và bơm cái năng lượng đúng cho các bạn. Và bây giờ sẽ là phần bình chọn. Mời Votap kêu gọi bình chọn cho mình. Yo, what's up các bạn? Ai bình chọn là mình hôm nay giơ tay lên nhỉ? Mình chỉ dám hứa một điều là nếu mà mình được đi chọn vào vòng tiếp theo thì mình sẽ cố gắng nhất có thể. Tất cả nỗ lực của mình và tất cả những gì mình có để trở thành bản thể tốt đẹp nhất và chia sẻ với các bạn những gì mà mình có trong rap Việt và trong tương lai đấy. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và Cáp Nhâm. Mọi người ơi. Trời ơi. Trời ơi. Sao nãy rap hùng hổ lắm mà sao kêu gọi nghe gì ngọt ngào vậy? Mọi người ơi, thì em là Cáp Nhâm, em là một người con đến từ Hải Phòng và bước đến show này với một cái tâm thế của một cô bé chỉ mới 16 tuổi thôi, nhưng mà cái đam mê hừng hực vẫn đang cháy ở trong em và em vẫn luôn tin vào những gì mình đang làm, đã làm và sẽ làm. Em chỉ mong mọi người rằng là luôn ủng hộ cho em và em chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng đâu ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Lần sau từ Hải Phòng vô, em mang thêm cho anh một chút pate cột điện thì anh nghĩ là vote em sẽ cao hơn. Nếu mà em được vote cao hơn thì em sẽ mang ẩm thực Hải Phòng như là bánh mì cay, đó, pate cột đèn, bánh đa cua, chả lá lốt hoặc là chè sầu riêng. Rất được rồi, thế thôi, được rồi, ok. Ẩm thực đường phố quá. 10 giây bình chọn bắt đầu. Và xin cho tôi biết kết quả bình chọn cho Cáp Nhâm và Votap. Cáp Nhâm 36 và Votap 64 điểm. Chúc mừng hai em. Ok, Big Daddy, nếu được chọn một, bạn chọn ai?
Em nghĩ là em sẽ chọn Cadmium. Andre, rõ ràng qua cái bài này thì Votak nhỉnh hơn Cadmium một chút, nhưng mà Andre vẫn muốn một bạn nữ, một bạn rất là còn trẻ như thế này vào vòng tiếp theo. Andre chọn Cadmium. Bire, có vẻ là em cũng cùng quan điểm với lại Big Daddy và Andre. Thì em cảm thấy rất là ấn tượng sâu sắc với bạn Cadmium, và em rất là mong chờ cho bạn có một cơ hội để vào trong sâu hơn, để xem bạn sẽ làm cái gì kế tiếp nữa. 3 phiếu cho Cadmium. Và bây giờ ban giám khảo sẽ là người quyết định thí sinh nào sẽ được tiếp tục đi tiếp với team Thái Việt Trì. Xin mời. Ban giám khảo có một cái lời cảm ơn. Đầu tiên là với anh Thái với cái màn mở đầu rất là tuyệt vời. Cũng rất là cảm ơn những người mà đem nhiều cái năng lượng tinh thần lên trên sân khấu thông qua nhạc rap với những cái gì chân thật nhất. Yes. Và đặc biệt là một thế hệ trẻ dành cái tấm lòng của mình cho âm nhạc và những vấn đề ngoài xã hội. Tuy nhiên ban giám khảo cũng đã đưa ra quyết định của mình. Người sẽ bước tiếp vào vòng tiếp theo chính là một, hai, ba, Protect. Chúc mừng Protect sẽ tiếp tục được đi với anh Thái Việt Trì. So you could see my side and how it feels to hit the ground. Em đừng có lo chuyện gì hết. Okay, you good. Don't worry, I got you. If you still wanted to be loved, you should have never let me go. Good, okay, good. Hope somebody will break one big it off for Cadmium. Không sao, không sao, không sao. Mình còn một cái trận đấu tiếp theo nữa mà, đúng không? Mọi người cổ vũ cho Cadmium. Cố lên. Cảm ơn em. Mình sẽ vào vòng tới và mình sẽ chiến hết mình. Mọi người cùng ủng hộ cho Votech và team anh Thái VG nha. Peace. Homeschool, trường học nội trú. Xem thuyết minh sớm nhất trên ứng dụng Vion. Tôi là cố vấn. Tôi là cố vấn. Tôi là cố vấn của The Mask Singer Việt Nam. Của hai. Quý vị và các bạn đang trở lại với Rap Việt. Đây là vòng thi đối đầu với đội của Thái VG. Và với cặp đấu tiếp theo thì không biết là anh Thái sẽ đưa ra hai chiến binh nào ạ? Còn bị Hydra hình tội. Màu sắc cũng như là ca tính âm nhạc anh Thái muốn mang đến là gì? Basically, both of them are my most lyrical people on my team. And they can paint you a picture when they write their music. So I've put them together so they could sơn cái hình, nói đúng không? Sơn cái hình. Yeah. Right, that's it, right? Vẽ bức tranh. Yeah, storyteller. Và thưa quý vị, Toy và Hydra. What's up, bro? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? You good? What's up, bro? What's up? Hey. How's your view? Yes. So, tụi em biết sao anh chọn tụi em team không? Mình khá là bất ngờ tại vì mình không nghĩ là mình sẽ bắt cặp với cả bạn ý. Em cũng hơi lo một xíu thì em đang muốn né ông này. Lyric của ông cũng né gì?
Stoy cũng là một người có kinh nghiệm hát và sáng tác của hơn 9 năm. Sau khi tìm hiểu rõ về Stoy thì mình lại cảm thấy khá là hợp lý, tại vì cả hai người cùng chơi lyrical. Cũng hơi ngại đối đầu nhưng mà mình nghĩ đây sẽ là một cái trận đấu rất là thú vị giữa mình và hai ra. So anh nhớ anh quay cái mùa một của em is like storytelling. Yeah, tại cái bản đó is really good. And then with you, the way you rap is very lyrical and storytelling in your own way too. So I felt like you guys would be a good match. You know, just a story, something about life that you guys go through. I want you guys to actually like can relate to it. Rich Poor trying to overcome. Chủ đề mà nó phù hợp thì tôi nghĩ là một cái gì đó về văn học Việt Nam. Mình có nhiều cái tác phẩm văn học ở trong ấy, truyện Kiều, Chí Phèo. Tôi thấy ba cái Chí Phèo hay đấy, hợp lý đấy. Nó có tính văn học ở trong đó và kiểu những cái nhân vật mà mọi người đều biết á thì nó sẽ là một cái lợi thế để cái bài này nó dễ tiếp cận với khán giả nhiều hơn. Mình đã có một ngay trong đầu ý tưởng đấy là mình sẽ làm Chí Phèo rồi. Tại vì chỉ dùng văn CO với Chí Phèo thì nó quá hợp lý. Mà Bá Kiến là một cái hình tượng tầng lớp bên trên ấy. Nếu mà sử dụng kiểu nói đạo lý các thứ ấy, thì nó sẽ rất là hợp. You know, I don't know too much about the Vietnam literature, but the story of Hai Duong Toi talking about, you know, that's something we all can relate to. So I feel like they're gonna paint a beautiful picture, man. I know it's gonna be dope. They got my support 100%. It was like we've been talking about the certain beats we want for you guys. It's like a storytelling beat. Em với anh Thái đang nghĩ là mình có thể kết hợp trap và storytelling, là mình sẽ làm ra một bài mà kiểu mình nhảy theo được. Mình vẫn có mấy câu chuyện gì đó ở trong đó, okay. Đó thì có thể kết hợp chất liệu Latin và nghe cho kiểu vừa bướng vừa kiểu vũ hội, lễ hội, hiểu không? À, đó. Rồi, hiểu rồi. Nên nghe thử một beat đây. We're doing drill. Yeah, thực sự là con beat của Chu Piu đánh rất là hay. Nhưng mà về phần nhịp thì mình không chơi drill bao giờ cả. Cho nên là cái nhịp nó không hợp với mình. Trước giờ thì mình không làm cái thể loại drill đó nhiều. Nhưng mà lần này Chu Piu đánh cái melody đi khá là cuốn. Mình có thể nhảy được khá là nhiều kiểu flow khác nhau trên con beat đấy. I feel like the beat that Two Pills made for Hydra and Toy would complement Toy, but with Hydra knowing him, his style, and he talks about trap beats. Thế mọi người nghĩ gì về beat này? Được. Nhưng mà ông cũng thêm cái tiếng gì vào không? Tôi muốn kiểu cái nhịp nó bẻ ở giữa, tại vì tôi hay chơi cái flow này. Ok. Kiểu okay. Có mấy cái tiếng như trumpet, kêu thế vào thì nó ok hơn đấy. Ok. Được đấy. Được. Ok, anh chúc may mắn tụi em nha. Yeah, good luck, bro. I killed it. Right. Thank you. Và đây sẽ là một cuộc chiến giữa rapper văn học và rapper văn xe ôm. Ok, mọi người đón xem nha. Thưa quý vị, và ngay bây giờ sẽ là một câu chuyện về Bá Kiến, Chí Phèo, thị nở của thời hiện đại. Mà để Tội kể cho mà nghe và hai ra khoe cho mà biết. Hay à, gió rêu chim hót. Làng Vũ Đại này đúng là thiên đường cho Bá Kiến tôi nha. Ôi giời ơi, Bá Kiến ơi, dạo này tôi lại muốn làm người lương thiện rồi Bá Kiến ạ. Tôi cũng chỉ mong anh Chí đây lương thiện tí xíu cho thiên hạ người ta nhờ. Nhưng mà tại sao? Tại sao á? Tại vì tôi biết yêu rồi Bá ơi. Nào, cả làng. Cái cỡ anh Chí như vậy mà yêu được ai? Ủa thiệt hả mọi người? Ơ kìa, sao Bá khinh tôi đấy? Bà mà biết tôi yêu ai đúng không? Thế thì bà nghe đây này. Thị nở ơi, cháu của anh mà gọi em bằng bà là thị nở ơi. Đi nuôi thêm cá và thêm đàn gà nào thị nở ơi. Anh muốn nói với em rằng là vì bà chào hành mà em làm quà cho cái lò gạch mày xem bằng nhà là thị nở ơi. Em ơi, em có tâm hồn đẹp, nếu chưa có ai gần bên để anh làm chồng của em. Anh cũng chẳng biết tại sao thích em, có lẽ do trời cho duyên nó đến. Anh không thích em vì có hình của em, vì nhà anh hỏng bóng đèn. Đôi lúc bước rơi rơi ở hai vai, mặc áo một bước nước, nhậu say rồi lai dai. Rượu vào anh screw screw, lên mây sau một hai chai. Thằng nào tán em lúc này là thôi xong rồi bye bye. Thị ơi hãy về nhà phèo, anh muốn cùng em là người chung chăn. Dù chỉ là dân nhà nghèo nhưng có thể vì em hay cả cung trăng. Anh rủ thêm cả chị Hằng, cái mây đón em bay lượn tung tăng. Nên là thị ơi hãy về nhà phèo, thế chỉ người chứ phèo không xảo xảo. Yêu anh đi, yêu anh đi, yêu anh đi, em yêu hay không yêu nhở. Yêu anh đi, yêu anh đi, yêu anh đi, thị nở làm vợ anh nhá. Yêu anh đi, yêu anh đi, yêu anh đi, em yêu hay không yêu nhở. Yêu anh đi, yêu anh đi, yêu anh đi, yêu anh đi, thị nở ơi. Đang yên đang lành tự nhiên cái banh chảy. Cái gì đấy? Chỉ phèo
trở về sau vài năm đã nghe nhạc hát chứ chứ cái chằn chằn. Giờ sao? Có thể hắn đứng ở ngoài sân trông khác thường. Đôi mắt của kẻ không còn tán thưởng. Hắn tới để rồi thì hiện chính ta cũng không đáng hưởng. Nếp trên trái gì hiện đang thì cho án nệm. Nếm trải tình yêu, let's go, let's mình không say rượu mình yêu. Tại sao cái người khốn cùng liều thân lại có được thứ mà mãi khiến ta từng nghi vấn hoang đường? Sao hắn không? Không. Thủ phận ăn thường. Hắn nhận một bát cháo xong bị quát tháo và cứ quát áo. Tán bát nhau mới tình yêu tới cực tức thấy mình đã xong. Có lẽ ta chưa một lần biết. Và đó là Tội và Hydra. Dạ vâng, chị Phèo và Kiến xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Lần đầu tiên tôi mới thấy có người mà đeo vòng vàng nhiều hơn Andre. Em có một cái nỗi sợ trước khi lên sân khấu á, kiểu em không dám nhìn anh Bâu. Không dám luôn đúng không? Kiểu sợ múa rìu qua mắt thợ. Bên kia ít cộng mà nặng rồi mình không có nặng như bên kia thì mình đeo nhiều cộng đi nặng hơn. Mỏi lắm. Vậy thôi. Ok, anh Trai thấy sao? Một lần nữa anh Thái lại làm cho em rất là bất ngờ ấy. Bởi vì anh đưa một cái tác phẩm văn học vào một cái bài nhạc hip hop mà cả hai bạn thể hiện rất là tuyệt vời. Anh đặc biệt ấn tượng Tội. Em có một cái đoạn flow làm anh cực kỳ bất ngờ luôn. Em có thể flow lại cái đoạn đó cho anh nghe được không? Bắt cháu xong rồi quát tháo xong rồi bắt cháu xong rồi bắt... Cái đoạn đó là hắn như một bát cháo xong bị quát tháo vẫn cứ khoác áo tán vác dao mang tình yêu tới chọc tức không thấy mình ác sao. Yeah, chỉ cần mấy cái bar đó là em đã kill luôn cả cái bài này rồi. Em cảm ơn bạn. Lúc mà hai người nói ra cái chủ đề này, anh đã cảm thấy là với sự xuất hiện của Tội và Hydra thì chắc chắn là mọi người sẽ kể cái câu chuyện này theo cái hướng rất là hấp dẫn. Về Hydra thì vẫn biết cách làm cho cái verse của mình nó có những cái câu mà nghe nó rất hay và hài hước. Ví dụ như là anh có thể không thích cái ngoại hình của em nhưng mà có thể do hôm đó bóng đèn nhà anh bị hỏng. Đúng rồi ạ. Đó là mình ngay lập tức hình dung ra được cái hình ảnh đó luôn. Và sau khi nghe cái verse của Hydra xong thì anh đang nghĩ là ok, cái hình tượng của Chí Phèo có thể là sẽ hấp dẫn hơn là hình tượng của ông Bá Kiến. Nhưng mà sang vơ của Tội thì thôi, ông Bá Kiến này ông đi flow rồi chơi vần kinh quá. Quá khủng. Anh rất là thích cái kiểu mà chơi vần liên Tội như thế em ạ. Xong rồi em lại bổ một quả flow mà nghe nó rất là bass drum như thế. Nói chung là anh rất là thích. Và anh lại thấy là ông Bá Kiến này cũng có tí đấy. Dạ em cảm ơn anh Bích. Và cảm ơn anh Thái rất là nhiều. Mặc dù anh Thái có thể là ở nước ngoài nhưng mà anh Thái lại rất là quan tâm đến cái chuyện văn học Việt Nam cũng như là mang nó vào trong bài nhạc rap một cách rất là ấn tượng, và cả hai em đã thể hiện cái bài thi này một cách rất là xuất sắc. Cảm ơn anh Bích ạ. Quan trọng là thái độ hip hop hả? Đi cái đó nó lợi hại đấy. Dạ. Mình đi từ bát cháo đến bát nháo đến khoác áo. Trong cái khoác áo đó nó có cái... quát tháo vần đôi mà lại còn cùng dấu nữa, rất là khó đấy. Với cả quan trọng nhất là đọc lời của bọn em là cái câu chuyện về hình ảnh nó rất là rõ ràng ấy. Đúng, giỏi, lợi hại. Và đúng như bạn nói, Hydra là một cái người mà bạn ấy có những cái ví von rất là thông minh, nó rất là tinh nghịch, giống như cái con người của bạn. Bạn nhìn vấn đề nó rất là thú vị, lúc nào nó cũng có cái tính trào phúng ở trong đó, và mình rất là thích những cái kiểu như vậy. Cảm ơn anh ạ. Great, em thấy sao? Em đang ngồi đây và em đang rất là tiếc nuối em không có chiếc nón vàng để có thể quăng cho hai bạn. Trời ơi. Em biết bên ai đeo vàng rồi chứ gì. Tội, cảm ơn em đã chứng minh anh sai. Khi mà anh nói là qua tới vòng 2 em không nên tiếp tục làm storytelling. Và thực sự là hôm nay em đã chứng minh em là một bậc thầy trong storytelling. Và cái việc mà anh Thái đồng ý xếp hai người lyrical nhất để cho cả hai có thể viết lên một cái câu chuyện rất là tuyệt vời. Với Hydra thì chưa bao giờ em nghe Hydra rap mà em không có bị ấn tượng ít nhất
một vài câu ở trong cái lyrics của bạn ấy. Và cái góc nhìn của bạn ấy khi mà bạn khai thác cái chủ đề nó rất là hay. Có nhiều cái mà mình kiểu wow, làm sao mà có thể nghĩ được như vậy. Nó là thích cái phần trình diễn này. Dạ. Cảm ơn Miroi ạ. Anh Thái, anh thấy sao? Anh có hài lòng không? Yeah, I'm very proud of them, man. Mấy hôm nhà mình hang out together and I got to know them personally. And I just respect who they are and their creativity. And I know that, you know, they're going to go far. So... Em muốn nhận xét thêm là em có thấy một cái lỗi ở trong cái phần thi này. Đó là? Đó chính là việc thiếu thị nở. Thiếu thị nở. Thị nở đâu? Thị nở đang đợi chương trình lên sóng mà, tại chương trình không cho sách người quen vô. Không, mà đây là câu chuyện những người đàn ông, đúng không? Để Bác Kiến nói chuyện với Chí Phèo. Để phụ nữ nhà đi, từ từ đi vô vòng trong rồi tính tiếp. Nhưng mà mọi người... có để quên cái là cái hook của các bạn rất là dính nhá. Yeah. Em nghĩ là cái hook này sẽ là một cái gì đó nó hit đó. Dạ. Cao biết thấy sao em? Cảm giác em rất là tự hào về Hydra, tại vì mỗi lần bạn xuất hiện bạn luôn có những cái câu nó phải găm như đầu em. Thực sự rất là thú vị, những cái mà như B-Ray nói, em không thể nào nghĩ ra được là bạn nghĩ được cái câu đó luôn á. Nếu đặt em vào cái nhân vật đó, cái Hydra là rất tốt. Còn về tội thì bản thân em đó là một cái level rất khác. Cái góc em kể những cái cách nhấn nhá và chưa kể là những cái bộ vần của em mà nó đi liên tục làm. Trời, bạn có thể làm được vậy hả? Dạ, rồi chúc mừng hai em. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Tiên Hydra, những cái kỳ vọng của em đôi khi còn hơn cả những người xung quanh em kỳ vọng. Em là một người rất cầu toàn. Cầu toàn đến mức độ mà em chỉ chăm chăm làm đủ mọi cách để có thể làm tốt được những cái gì mà mình mong muốn nhất. Cái đấy là cái điều tốt, nhưng mà nhiều khi nó sẽ là cái điểm hơi thiếu của mình. Giá như những vòng trước em tốt về lyrics rồi, thì vòng này em nên tập trung hơn một chút về flow và biến đổi flow để có thể làm khác đi. Thì anh nghĩ là mọi người sẽ ấn tượng về cái phần rap của em hơn. Nhưng mà dù sao thì đây cũng là một cái phần trình diễn tốt của em. Vâng, cảm ơn. Thật ra là bản thân của Hydra từ những mùa trước là cái thói quen của bạn đó là bạn muốn viết một cái câu nó tròn trịa, câu dưới cũng tròn trịa để mọi người hiểu được cái câu chuyện đó. Bạn bị cái thói quen đó. Yes. Nhưng mà nếu mà chịu nặn ra hơn một chút ấy, thì sẽ có thêm những cái vần mà nó tương tự như thế để nó không bị nhàm chán ở trong cái chữ đấy. Cái vấn đề là khi đặt mình vô bất cứ một cái vị trí nào thì mình cần phải hiểu rõ cái cách dung hòa với những thứ xung quanh. Tại vì nếu mà mình quá tập trung vô một thứ mà mình muốn và có những thứ mình sẽ không thể nào kiểm soát được, và nếu như mình không kiểm soát được nó sẽ dễ kiểm soát mình lại. Dạ vâng. Hôm nay thì chỉ có một lời khen cho Hydra là em vẫn giữ được cái tinh thần tốt đẹp khi mình bước lên sân khấu, và một lời khen cho tội là em đã rất là cố gắng mài dũa và em đã thuyết phục được ban giám khảo về sự trưởng thành và quá trình cố gắng của em. Em cảm ơn chị Su, em cảm ơn anh Ti. Ok, bây giờ mình kêu gọi bình chọn chứ nhỉ? Nên. Ok mọi người ơi, đã nói bao nhiêu lần rồi, uy tín một mình đủ 10 phần 10. Thế nên là mọi người bình chọn cho bọn mình nhá, sẽ không bao giờ là bình chọn nhầm người, ok? Đánh trống thịnh chánh tổng, ổng tánh nóng nên người ta tránh ổng. Nhà này bốn đời lý trưởng, dùng kỹ cương chạm tới lý tưởng phi thường. Đường đường là cụ bá khôn rất đời, thương lượng gã phụ tá không tốn lời. Nhịn nhau một chút, vote cho tội nha. Kêu người ta nhịn một chút, mình không ai nhịn ai đó. Nó đẩy nguyên bài văn ra luôn. Dùng vần quá hay luôn. Tức dễ sợ mà cái chữ khó không? Yeah. Mà không bị miễn cưỡng một chút nào luôn ấy. Dùng từ cổ không? Giỏi. Dạ, cảm ơn. Sự học văn mấy điểm? Lúc em thi đại học văn em có 7 điểm. Tại em học chuyên Anh. Học chuyên Anh? Dạ. Mà lúc đó văn em yếu xìu à. Tức là về sau này nó mới phát triển một cách thụ động mà em cũng không biết nó từ lúc nào. Mới bình chọn thôi mà đã như là đấu 8-3 rồi. Rồi, cảm ơn các bạn. 10 giây bình chọn bắt đầu. Kết quả bình chọn dành cho tội và Hydra là
Tôi 45 và Hydra 55. Đó mọi người ạ. Trước khi ban giám khảo đưa ra quyết định, tôi cũng đang muốn biết là những người đeo vòng vàng nghĩ thế nào. Tội em, anh em mình high five cái. Nãy em nói em sợ nhìn anh đúng không? Cảm ơn anh. Rồi, hiểu rồi ha. Vòng này thì chắc là Andre sẽ chọn tội. Ok. Bire muốn high five không? em chọn bá kiến à. Cảm ơn anh Bảo. Hai phiếu bá kiến, Big Daddy. Chí Phèo cũng rất là hay nhưng mà bá kiến lại có cái sự chốt vơ của mình nó quá đặc biệt nên là em cũng chọn bá kiến. Em cảm ơn anh Đức. Chúng tôi chờ đợi kết quả từ ban giám khảo. Đây mới là cuộc đối đầu thật sự của Chí Phèo và Bá Kiến. Em nghĩ là tại vì tụi em bây giờ trên đây không có thống nhất được. Em chọn ai và Ti chọn ai? Nếu là em cho một cái gì đó an toàn thì em chọn Hydra. Ti. Em thì em cần thứ đột phá hơn và em cần những ẩn số cần được mở ra thêm nữa. Và em sẽ chọn tội. Thấy chưa, cũng là Thị Xu thôi. Mời Thị Xu. Chắc nãy Big Daddy chê cái bài này ông có Thị Nở, chắc giờ có Thị Xu thôi, xài đỡ đi. Thì phải xài đỡ thôi. Và cảm ơn cái đặc quyền của hai ông nha, cho tôi nha. Tại bà là nữ mà. Người thành công luôn có lối đi riêng. Đúng vậy anh, em rất đồng ý với câu đó. Cho nên ban giám khảo xin được đưa ra quyết định giữa Hydra và tội, ai sẽ là người bước tiếp vào vòng trong. Người đó chính là tội. Chúc mừng tôi sẽ tiếp tục đi với thằng Thái MVG. Rồi em đừng lo, em còn chuyện phải làm. Vâng, em cảm thấy em không có sợ chuyện thắng thua lắm. Em chỉ muốn đây làm nhạc hay nhất có thể được. Ok, cảm ơn người ạ. Hydra sẽ ở lại với chúng ta với vòng thi A-Bot. Ok. Ủng hộ cho Hydra. Quá đã luôn mọi người ơi. Cảm giác được đi tiếp thật sự nó rất là tuyệt vời luôn. Và chắc chắn là tỏ sẽ mang tới cho mọi người nhiều cái bất ngờ hơn nữa ở vòng 3, vòng bứt phá. Còn bây giờ thì phải ăn thôi. Đói quá rồi. Món gì vậy? Tội sẽ là một đối thủ rất là mạnh đấy. Yeah. Không bao giờ đoán được. Nhưng mà mình nghĩ là với cái sự thú vị của Hydra thì chắc chắn là bạn ấy sẽ có một cái màn 83 hay đấy. Yeah. Và mọi người có ai có nón vàng thì cứ gọi là suy nghĩ tháng qua trong đầu đấy. Đây đây. Xin nhắc lại là nón vàng có thể quăng bất cứ lúc nào trong chương trình. Hiện nay chỉ còn một đại gia thôi. Quý vị ơi, nghỉ giải lao vài phút cho Andre trà sạch cái nón nha. Phía sau một người đàn ông ưu tú thì không thể thiếu những mối tình cũ. Không sai. Nhưng mà đàn ông nên nhớ, không người phụ nữ nào thích làm người phụ. Sẽ không có chuyện đó đâu. Vì lần này có tôi ở bên cạnh cô rồi. Đàn ông chỉ là những kẻ tệ bạc qua cầu rút ván thôi. Chỉ cần lợi dụng anh ta làm bàn đạp cho mình tiến thân là được rồi. Tôi đã có ác chủ bài. Tôi không dễ dàng bị đánh bại đâu. Các người cứ chờ xem.
Hoa Vương xem sớm nhất trên Vion và 20 giờ thứ hai đến thứ tư hàng tuần trên kênh V Channel. Quý vị và các bạn đang trở lại với Rap Việt. Và bây giờ sẽ là hai chiến binh tiếp theo. Họ là ai ạ? The next one is Lil Grace and Wavy. They both young, wild, you know what I'm saying? So like, they gonna do their thing. Okay, hey, the next two coming up, I feel like they have potential. If they have the right direction, they can really go far in what they do. Wavy's so smooth with his voice and the way he flows. Lil Grace, very talented. Her energy is really dope. Okay, how are you guys? Are you guys good? Yeah. Okay, hey, I'm happy you guys are on my team. Khi mà vô đợi anh Thái, em đã nhìn Wavy, em đã nói là Jim làm với Wavy, Jim làm với Wavy. Tại vì Wavy gần về phong cách mình nhất. Xong cuối cùng là làm với Wavy thiệt luôn. Mình không biết là mình sẽ phải đấu với một bạn nữ thì sẽ như thế nào. Đối với mình, đây không phải là tranh đấu gì hết. Cái cuối cùng bản thân mình muốn đó là một bài hát hay. So I feel like with you guys, we're just gonna do like a love topic. I feel like with them, they could just be creative about love. It's just not your regular story of love and can be creative and play with it. Tình yêu nó luôn luôn tồn tại. Mọi người sống lúc nào cũng cần tình yêu hết. Cho nên là chủ đề tình yêu nó vừa dễ mà nó cũng vừa khó. Cái vòng này là cái vòng đối đầu á. Làm sao để chủ đề tình yêu nó có cái sự đối thoại giữa hai nhân vật của tụi em. They will do like a different love, like a good and bad, like, you know, you could be like the good and you could be the bad. Some flip it, you know, I think you guys got it. Cái ý đồ của anh Thái rất là hay. Mình sẽ muốn là một cái cuộc tự sự gì đó của mình về cảm xúc của người con trai, về tình yêu nó tệ như thế nào. Và sau đó là Lil Grace bày tỏ về cái quan điểm của Lil Grace. Cũng có thể là trải nghiệm của mọi người về tình yêu nó không được tốt, nhưng mà tình yêu thì vẫn là tình yêu thôi. Chẳng qua là cái lăng kính của mình nhìn tình yêu nó đã khác, chứ thật ra tình yêu vẫn mang những giá trị tốt đẹp đến cho con người. Whatever you do, I want you to write where you understand and, you know, it's in your heart. Yep. And what you guys think about beat, because we got, you know, we got the beat man right here, the two pills. Two pills có cái beat kiểu này thì mọi người nghe thử đi. Yeah. Mới vô cái beat á, quý vị nghe có một cái đoạn kiểu nhạc nó tạo cho mình một cái không gian mà mình nghĩ là mình có thể khai thác được. Quý vị sẽ xin anh Thái làm mình là cái verse đầu tiên, mình hát đầu tiên luôn. Wow, Subiu thật sự đã đem đến cho Lil Grace những cái âm thanh hơi hướng pop. Tại vì đối với tình yêu thì mình không muốn một năng lượng nào nó quá là nặng nề. Mình muốn tình yêu phải vui vẻ. Wow, cái beat này đúng ý Nhi với lại Wavy luôn á. Ok. Yeah, yeah, I like it. But we need a hook, we need a catchy hook. Tại vì cái này là về tình yêu nữa, thì mình nên có một cái câu gì đó mà kiểu cũng đơn giản thôi, không cần phải quá phức tạp. Em nghĩ là tình yêu thì cứ nói thẳng tình yêu luôn. Love is so savage. Dịch qua tiếng Việt là tình yêu quá là điên rồ. Điên rồ ở đây nó sẽ là vừa tích cực vừa tiêu cực. Quý vị thấy được đó. Yeah, me too. Hi, good luck y'all. Mình rất là mong mọi người đón chờ cái bài hát lần này của mình với Lil Grace. Rất là tràn đầy hy vọng về cái view của Tupil. Tupil đã mang đến cho mình một cái beat rất dễ thương ở vòng 1 và giúp mình nhận được hai nón vàng. Thì ở vòng này mình cũng rất là mong kết quả sẽ tốt đẹp đến với hai đứa mình. Các bạn ơi, như anh Thái nói, họ trẻ, họ ngây thơ, họ sẽ làm những điều bất ngờ. Họ điên rồ. Vâng. Tại sao họ điên rồ? Vì họ yêu. Tình yêu luôn điên rồ. Với Lil Grace và Wavy. Hello, bác sĩ, tôi nghĩ tôi cần gặp bác sĩ. Tôi nghĩ tôi cần một liều thuốc để giúp tôi có thể quên hết đi. Một liều thuốc cho trái tim, một liều thuốc cho tâm trí. Tôi muốn sau tối nay có thể quên người tôi từng xem là baby, baby. Anh ghét cái cách em khuấy cảm xúc lên như món đồ thời trang Gucci, Louis, Prada vào những lúc em tâm trạng. Anh ghét cái cách em nói về chúng ta với lại vài người bạn. Đăng vài dòng trạng thái chỉ để cho em thấy thỏa mãn cảm xúc đây làm anh cảm thấy được giải thoát. Khi mà hai đôi ta đang ở hai nơi xa, hay là do em muốn được kiểm soát. Đưa anh xuống vực sâu, chỉ còn anh trong đấy thật lâu. Chứ là em không biết hay là em không tiếc, anh nghĩ anh sẽ never know. Trở về từ địa ngục nên giờ anh chỉ muốn yêu bản thân mình. Chúc em sống tốt với đống phố đó, không cần em hiểu chân. Tình hỏi thời gian tình là chỉ hỏi thời gian tình là chi. Love is so savage. Then you wanna be, then you wanna be.
Na a ca này bác sĩ bó tay. Nếu mà còn được giải cứu thì tôi biết sẽ có ngay. Like nghe nè, trong anh khá ok nè, okay. Nhưng anh chắc chưa baby. Sao đôi mắt anh yêu vì một liều vitamin love, yeah. Một mùi tay tình yêu, yeah. Nghe là toàn vị của Cupid, yeah. Love is so savage. Càng đơn giản càng tốt, muốn chốt càng đơn giản càng đáng yêu. Càng thật vẻ càng sáng, chịu đựng chưa bao giờ là cách yêu. Anh muốn biết cái cách anh phải dành thời gian. Good things like time, tình yêu là trời ban, quý hơn cả bạc vàng. Trở thành cá thể mạnh nên mang một tình yêu lớn. Luyện tập như là breakdance, vì trong bus kill còn take advance. Khó nhưng mà no worth man. Tình yêu chưa bao giờ từ bỏ anh. Tình yêu ở trong không khí mỗi ngày mà anh hít thở. Đốc cho nên chỉ sức mạnh không có sách vở. Giữ một cái đầu lạnh với một trái tim nóng. Tinh thần của thanh giống. Yêu quê hương gia đình. Những người trước mắt mình, những người ở sau ống kính. Tình yêu làm cho anh buồn, tình yêu làm cho anh vui. Cho nên mới phải nói tình yêu quá là điên rồ. Love is so cảm ơn các em. Đúng là giới trẻ nha. Andre, bạn có thấy đủ điên rồi chưa ạ? À? Bài trình diện của hai em rất là tốt. Đốt cháy cái sân khấu này. Wavy, em có một cái giọng rất là đặc biệt. Nhưng mà em nên tập luyện thêm flow của em. Flow của em nó vẫn nằm trong một cái vùng rất là an toàn. Nó không có cái gì biến đổi đặc sắc qua tất cả các cái bài thi. Cho nên là anh muốn em sửa cái flow của em để làm cho mình thêm đa dạng. Còn Lil Grace, em vẫn rất là tuyệt vời. Nhưng mà anh nghĩ là nếu em về đội của anh có thể làm em tốt hơn ngày hôm nay. Ây chà. Tại vì qua cái phần biểu diễn này thì anh thấy em vẫn chưa thể hiện hết mình. Em vẫn nằm trong một cái vùng an toàn. Nếu mà có vấn đề gì thì anh có cái này dành cho em. Nói vậy lát không loại. Phủi đầu ban giám khảo thế. Nếu bạn giám khảo không loại thì không không, coi như anh chưa nói gì. Big Daddy, bạn nghĩ sao? Em thì lại hơi trái ý hàng xóm của em một chút anh ạ. Wavy đã trả lại cho bản thân mình phiên bản Wavy mà anh được biết. Anh thấy khá là ưng ý với cả cái flow mà em đi trên con beat này. Và anh ấn tượng với cả cái bài thi này của em hơn là ở cái vòng 1. Hơn nữa anh rất là thích cái mũ của em. Anh cũng là quỷ đỏ. Dễ thương. Còn về Lil Grace, về mặt flow, nếu mà so sánh thì em hơi thua so với Wavy một chút. Nhưng mà anh lại rất là thích những cái nội dung của em. Mặc dù một cô bé thôi nhưng mà em viết những cái line nghe rất là hay và rất là ý nghĩa. Ví dụ như là anh sẽ là một cá thể mạnh nếu như anh có một tình yêu lớn. Anh muốn hỏi em là em đã phá tim nhiều lần chưa? Thật ra thì trước đây em cũng cảm thấy là tình yêu nó không quá quan trọng trong cuộc sống của em. Một mình em vẫn có thể làm những gì mà em thích. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì em rất thích tình yêu. Em rất thích tình yêu. Tình yêu. Những cái nội dung mà em viết ra như kiểu là em đang dạy cái bạn trai kia là phải yêu như nào luôn ấy. Yo Lil Grace, cái vế đầu em vừa nói là làm một thành viên đội của anh hơi đau tim đấy. Đau tim nha. Minh Lai đang ở bên Andre phải không? Đang ngồi quanh đây sao này. V-Ray, em lại thấy anh Andre nói đúng à. Về cái flow của Wavy ấy. Hiện tại thì qua hai vòng anh vẫn thấy là cái cách em xử lý cái flow của mình nó có nhiều khúc là em cứ chạy hoài mà anh không có thấy cái điểm dừng luôn. Và không thấy được là nó tạo nên một cái gì đó để mình có thể ok. Em cảm ơn anh Duy. Về Lil Grace, lúc nãy em ngồi đây xong cái tự nhiên cái em liên tưởng tới chị Suboy trong cái bài Rainbow Shine nữa. Lâu lắm luôn rồi nha. Em thấy cái năng lượng đó của bạn và em rất là thích. Ok, anh Thái có cái khó khăn gì khi làm việc với hai bạn này không? I feel like a make an advisor. Mấy em này nói tụi em thích cái gì thì take in, không thích thì chỉ bỏ. You know, take it. I already told you how I felt about the song. But if you guys like it and that's what you do, then I support it. Because the music is for everybody. So like, you know,
just do what you do. Mm-hmm. Hiểu không? Ban giám khảo, mọi người nghĩ sao? Wavy, hôm nay anh thấy em cháy hơn rất là nhiều. Mặc dù là em vẫn dùng cái tông trầm cho cái vocal của em. Chính vì thế mà em sẽ thiếu cái độ lên cao xuống thấp hơn so với Grace. Và Grace làm tốt hơn cả về flow lẫn cái phần lyrics. Cái cách em truyền tải ấy, nó chưa có những cái để lật lại và giải quyết. Rất là mong lần sau khi mà em viết những bài hát về những chủ đề mà có chiều sâu như này thì em sẽ đạt được nhiều thứ đủ để mọi người có thể hiểu được nhiều hơn. Em cảm ơn anh Tình. Thật ra thì Su rất là đón nhận cái nhìn của tình yêu bất kỳ độ tuổi nào. Không cần phải sâu mới có thể viết được về tình yêu. Và rõ ràng là màu sắc hôm nay các bạn đem tới thì nó tiếp cận với nhạc quốc tế. Cái giọng của Lil Grace nghe nó rất là dễ thương, thánh thót. Còn Wavy á, thì chị cảm thấy là hôm nay em hơi rướng để cho nó lên cao. Nếu mà em biết chơi với cái giọng trầm của em có cái đó và em đã không dùng nó ngày hôm nay. Chị cũng hơi ngạc nhiên. Cái giọng trầm đấy lên sân khấu thực sự là nó sẽ hơi thiếu năng lượng. Vì vậy mà bạn ấy sẽ đọc cao lên hơn so với ở trong phòng thu bạn ấy tưởng tượng, để cho mọi thứ nó rõ ràng hơn. Chính vì vậy mà Sư mới thấy là bạn có thể dùng đan xen giọng trầm và giọng cao, nó không vấn đề gì hết. Đúng rồi. Dạ, và nó sẽ làm cho mọi thứ thú vị hơn. Em cảm ơn chị Sư. Thật ra thì anh nghĩ như vậy này mà, năng lượng hay không do mình phát ra, chứ không phải do cái âm trầm hay cái âm cao phát ra. Em có thể phát ra cái âm trầm cực kỳ năng lượng nếu em có năng lượng. Thật ra đối với em nghĩ là Wavy á, bạn đang có một cái ưu thế là cái giọng của bạn không phải ai cũng có được. Còn với Lil Grace thì khi mà em cất giọng lên, em là người vuốt lại toàn bộ cái beat này, em làm cho cái bài nó hài hòa hơn. Đối với anh trong bài này, Lil Grace làm khá là trọn trịa. Cảm ơn anh rất. Cảm ơn tất cả các vị ban giám khảo. Anh Thái, anh nghĩ sao? I feel like, you know, Lil Grace is like an international superstar. I think she got potential to do really big things. Wavy, he's just a smooth player. Like, I like his style. He got a lot of energy, you know, and they're both special to me. Vậy bây giờ xin mời các bạn hãy kêu gọi bình chọn cho mình. Cho mình hỏi mọi người ở đây một câu nha. Ai đang cô đơn? Ai? Ok, nếu các bạn bình chọn cho mình thì chắc chắn mũi tên này sẽ thuộc về các bạn sẽ có tình yêu của Covid. Cảm ơn mọi người rất nhiều, mình là Lil Grace đến từ Under The. Ở đây có ai đã từng đau khổ trong tình yêu rồi nhỉ? Mọi người có muốn đi cùng mình để hiểu sâu hơn cái nỗi đau đó là gì và mình vượt qua nó không? Bình chọn cho mình nhé. Cảm ơn mọi người. Em phải đổi lại liền, nãy giờ chiến thuật đang hay rồi. Hãy bình chọn cho mình, các bạn sẽ bớt đau khổ. Đó, kiểu vậy. Yeah. Dễ thương, hãy bình chọn cho hai bạn nha quý vị nha. 10 giây bắt đầu. Wavy 25, Lil Grace 75. Chúc mừng các em. Lil Ray, nếu bạn được chọn, bạn chọn ai? Em sẽ chọn Lil Grace ạ. Cảm ơn anh Lil Ray. Rồi, em nghĩ là Lil Grace còn làm được nhiều điều hay ho hơn nữa trong tương lai. Andre, nếu là anh Thái thì anh Thái nên chọn Wavy. Còn em chọn Lil Grace xong. Andre, you gotta tell him that. Big, em nghĩ là em sẽ chọn Lil Way. Sẽ chọn Lil Way. Xin mời ban giám khảo đưa ra quyết định. Thí sinh thứ 3 sẽ đi tiếp với đội Thái Việt G. Hình như Andre còn có nón vàng đúng không? Yeah. Nhưng mà em muốn một người trong đây sẽ đối đầu với một người của Andre. Cho nên người đi tiếp sẽ là Lil Grace. Người đi tiếp sẽ là Lil Grace. Chúc mừng Lil Grace. You better come with the 8 bars, bro. Okay. Okay, do your thing, bro. Okay. Yeah. Và Wavy của chúng ta sẽ tiếp tục với vòng 8 bars. Cảm ơn em. Về phía kia thì mới đúng là gia đình chứ. Là có hai anh em. Xong rồi giờ có luôn vợ chồng của mình.
Ok, hồi nãy mọi người đã nhận được mối tin Cupid của Lil Craze chưa? Nếu mà sau tập này có người yêu thì chúc mừng các bạn. Còn nếu mà chưa thì hãy tìm Lil Craze of Under the Hood. Ẩn danh phần 2. Xem trọn bộ Vigon VIP trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Mang vũ trụ bơm tấn vô tận về nhà chỉ với 99k. Đăng ký ngay gói VIP HBO Go trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta lại trở lại đây với chương trình Rap Việt. Chương trình của chúng tôi do V Channel và Vion thuộc đất Việt VAC Group Holdings thực hiện. Quý vị tải ngay Vion để xem sớm nhất và trọn vẹn Rap Việt mùa 3. Vion là siêu ứng dụng giải trí để xem phim, show, thể thao và truyền hình. Và đừng quên feelvz.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng, đối tác truyền thông chính thức để trải nghiệm những nội dung độc quyền. Chúng tôi xin được cảm ơn đơn vị tài trợ chính của chương trình năm nay, nhãn hàng Pepsi vị chanh không calo, sảng khoái tột đỉnh, bung hết chất mình. Nghe nói là Thiêm Anh Thái còn hai quái vật đúng không? Oh man, cái này đặc biệt lắm. Monsters, these guys crazy. Ok, các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa ạ? Come on, we need louder, come on. Milo Dick và Long Nón Lá. I feel like with you, your music so soul Vietnam, like quê hương, like the cải lương. I feel like you and Mike Lodic will be good because I feel like you like the old school Vietnam and I feel like Mike's the new face of Vietnam. Dạ thì nãy giờ em cũng khá là hiểu ý của anh Thái. Em hiểu đúng hai chữ cải lương. Dạ cho nên bây giờ em nghĩ là em sẽ mời đối thủ em vô để trợ giúp em. Tên bạn cũng tiếng Anh thôi. Ok, yeah. Mike, what up? What's up, brother? Cool, I feel like his heart is old school, you know? But when I say new school, I mean like the melody. But with Long, I feel like he's just quê hương. Because when he sings, he does like the hall stuff. I remember when I was a kid, you know, my dad used to nhau and sing the hall stuff. Hack all night. So when I see Long, it just gives me a childhood home feeling. You know, that's why I match you guys together. Because I feel like it's going to complement and balance each other out. Okay. Yeah, I know. But, em không hiểu. Em không hiểu. Ai cũng không biết tiếng Anh nha mọi người. I am multi English, hả? Huh? Trước đây Mai cũng từng có người yêu là người Pháp và Mai cũng không biết tiếng Anh, không biết tiếng Pháp mà hai người vẫn nghe trò chuyện qua đôi mắt. Mai cảm giác mọi thứ nó vẫn tần số nó bắt được, giao cản ngôn ngữ nó không vấn đề. Oh, hiểu rồi. Okay, two pills. Can you translate and tell them what I said? Long là đại diện cho mặt old school của hip hop, còn Mai là đại diện cho thế hệ mới. Đây sẽ là một tương phản khá là thú vị. Mình tự tin về cái phần mà melody của mình, nhưng mà gặp đúng melody nữa thì thôi rồi. Mai mình đánh giá rất là mạnh luôn á, cảm thấy hơi trên kèo đấy. Cái topic tụi em suy nghĩ là chứ nói kiểu cái cảnh của tụi em á, like your area and then you just talk about your life and hai cuộc đời. Yeah, khu của tụi em, tức là khu mọi người sống á, thì sẽ như thế nào? Ok, chủ đề vẫn là quê hương, nhưng mà đây là hai miền quê khác nhau. Mai sẽ viết một bức tranh, một những sự thật mình nhìn thấy, góc nhìn mà Long không có, Mai có. Thì thật sự mình nghĩ là cái chủ đề này mình chỉ cần viết đúng nơi mình sống, nó tươi sáng như thế nào, mình cứ nhìn đời màu hồng thôi. Hai màu tương phản với nhau. Is that black and pink? Yeah. Two Pills có cái beat kiểu này thì em muốn bật cho mọi người nghe thử, mời em nghe thử. Go. Là người thích nhạc trap cho nên là với cái nhịp độ đấy thì chắc chắn là Mai khoái, nghe sướng. Ở nơi ta sống. Wow, cái đưa một mình cảm giác lạ, nó vừa mới mà vừa cũ kết hợp với nhau. Mình hình dung ra được một cái bức tranh quê hương khá là tươi sáng luôn á, nhưng mà chuyển cảnh một cái. Hù. Quê. Long
You know, he's Quê Hương, so it's like more depth as in like beautiful. And Mike comes from the same thing, but it's more city, you know? So just having that together, I think it's gonna be interesting, you know? Dope, bro. Hay quá, hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Như anh Thái bảo, Quê Hương đó. Yeah. Và nghe rất là kiểu vui vẻ. Đó, thì đoạn này để cho Long chơi, nó sẽ hợp lý. Đó, xong rồi Long bắt đầu nói một tràng về quê hương mình rồi. Mike đáp lại trên cái con beat còn lại, nó tối hơn một tí để xem hai bạn chơi thế nào. Ok. Ok, no, good luck, bro. Good luck. Kill it, okay, brother? Kill it. Thưa quý vị, chúng ta thấy là những gì diễn ra trên sân khấu được chia ra làm hai phần, đen và hồng, cũng như cách nhìn vào cuộc đời của chúng ta. Quý vị muốn nhìn đời màu đen hay màu hồng, hãy để Melodic và Long Non Lá kể mình nghe nhé. Xin mời. Nơi ta sống dân cư không đông, họ quyết dòng nhau ở tấm lòng. Nơi ta sống hơn cái cơm lao động, chứ không phải là đơn giản để chấm công kìa. Sáng dậy sớm gán cày cuốc đời mà có chiếc cơm ăn vào ấm lòng. Và họ coi nhà là tổ ấm, chứ không phải là nhà giam để cấm công kìa. Bố dân chờ đông có mẹ chờ con, lúc mà hoài đông từ bàn tay của ta đồng. Gió ngã kêu ta tiếng hoa ngoài xa bài ca, năm mấy con gian. Nơi ta sống mong chặt ta dài à, tổ tông cất công đầy dẫn bao nhiêu xương máu, chứ công thầm lặng để có chỗ hôm nay người đứng. Nên biết ơn chứ không nguy bưng, đó là công biết bao người giận. Đừng có ta đã bất công khi người đang bất động, cuộc sống cứ bất an khi người đây đã thất vọng. Đây là khu ta sống à, đèn đường chưa có nhưng tâm ta sáng. Đây là khu ta sống à, không có con đường để đi lên đi xuống, nhưng mà nơi ta sống không may tan vang ho vẫn nghiêng ngang trên cánh đồng. Điều mà hiên ngang trong chắc hai vai không ai gánh gồng. Cho những kẻ còn bất hạnh đi tìm vùng đất lành, cho những kẻ còn tha hương tìm cuộc sống màu hương, cho những đứa trẻ mồ côi đang trở thành con mồi, cho những điều màu đen tối diễn ra trên đời. Nơi ta sống họ coi tiền là giấc mơ, xe nhà cửa là danh vọng. Nơi ta sống đua nhau học với cách chơi, con số to được coi trọng. Nơi ta sống họ phải sinh tồn trên internet, tuổi 30 kiếm cô vợ đẹp, ra ngoài niềm hào quang rực rỡ, về nhà bốn bức tường chặt hẹp. Nơi ta sống không còn nghe chim hót, chỉ nghe miệng đời bị von. Mất bao lâu để họ tỉnh ngộ ra rằng loài người tỉ hon. Mà nếu có lòng tham đừng đòi công bằng, ở đây họ sinh ngôn ngữ kiệm lời, sinh ra thằng con không nói không rằng. Đắm chìm vào tệ nạn, họ săn lùng cảm xúc thăng hoa. Cuộc chơi không hồi kết, đi tăng một tăng hai tăng ba. Good job, bro. Okay. Woo! Long Non Lá và Melodic.
Một sự kết hợp quá thú vị. Billy, em nghĩ sao về tiết mục này? Dạ vâng, anh Thành, em rất là thích tiết mục này. Cái cách hai bạn khai thác khu ta sống. Nhưng mà hai bạn khai thác cái chủ đề thành hai cái góc nhìn nó rất là khác. Hình như Lông Lóng Lá đây là bài thứ mấy em rap ta? Đây thì đúng là bài thứ hai em làm mà nó hoàn toàn là rap à? Dạ, rất là điên rồi. Thì mà đây là bài thứ hai của em. Cái cách mà em sử dụng hò vào trong bài nhạc và nó cũng giữ được cái tính hip hop, tính nhạc rap, anh cảm thấy rất là thích. Với Mike Lodic nào anh nghe nhạc của em, anh cảm thấy như là kết nối được với em rất nhiều. Dạ, kể cả những cái cách mà em viết nhạc, cái dòng trước đến cái dòng sau nó tạo nên một cái cao trào, một cái đỉnh điểm gì đó để em chốt một cái câu thật là hay. Cái câu mà anh thích nhất á, đó chính là phải mất bao lâu để cho một người hiểu được là người tí hon hả? Andre, chúc mừng hai em đã thực hiện một cái bài thi rất là tốt. Cả hai đều đã làm nổi bật được cái tính vùng miền. Về bạn Long Nón Lá thì mọi thứ của em đều làm rất là tốt. Còn Myrodic chắc em là thí sinh mạnh nhất của team anh Thái rồi. Yeah, cái lúc mà Long hát cái câu hò ấy là tay anh lông nó hơi dựng dựng lên ấy. Anh biết là có một vài chỗ nó chưa tới nốt nhưng mà cái sự chuyển đó của em nó gây ấn tượng rất là lớn. Và hôm nay anh cũng khá ngạc nhiên về khả năng rap của em. Anh thấy rất là thích. Còn về melodic thì hôm nay em làm anh ngạc nhiên. Tại vì lúc đầu anh chỉ nghĩ là em chỉ melodic thôi. Nhưng mà hôm nay em lại cho anh biết thêm một cái khả năng chơi rap có thể nói là quá kinh khủng của em. Em nội dung em viết rất là hay và có rất nhiều những cái lúc mà nó gãi kiểu rất là đúng cái chỗ ngứa ấy. Thật sự giống như anh Andre nói là đúng là Myrodic là một cái đối thủ đáng gờm đấy. Nói chung là cái cách mà các bạn nhìn vào vấn đề nó rất là sâu. Và tôi thấy là có những cái nó xảy ra trong mắt mình, nó chỉ trôi đi như là một cái dòng sông. Nhưng có những người họ sẽ động lại, họ chịu quan sát cuộc sống bằng một cái cách riêng của mình, thì họ mới có những cái góc nhìn đó. Rất là thú vị cho cả hai bạn. Ban giám khảo, mọi người nghĩ sao về bài diễn này? Cả hai em đều là những người đã rất thành công trên cộng đồng mạng. Cảm ơn tới bọn em là bọn em đã bước vào chương trình với một tâm thế thi như những người thí sinh bình thường. Anh rất là trân trọng, bọn em rất hết mình. Đấy. Cảm ơn anh. Và Long là một người đầy chất thơ, còn Mike là một người rất là đời. Cả hai đều rất là gần sát đại diện cho rất là nhiều những con người có những cái khó khăn trong cuộc sống. Mọi người đều không cô đơn, luôn luôn chúng ta sẽ có những con người đồng hành và cùng chung lý tưởng với mình. Và thực sự là bọn em đã quá thành công khi mà gột ra hết thành một cái chất thơ và chất đời lên trên sân khấu này. Đây mới là những lý tưởng mà anh Thái đã mang trong mình từ bấy lâu nay cho đến bây giờ. Bản thân mình cũng rất là thích đề tài về cuộc sống này. Và một lần nữa là cảm ơn anh Thái và chúc mừng anh cho cái phần trình diễn của các bạn. Đối với Lông Nón Lá thì vòng đầu khi mà em thể hiện, anh không nghĩ là em sẽ rap tốt được như vậy đâu. Cho tới bây giờ khi mà em thể hiện thì anh muốn sorry em vì anh đã hoài nghi sai về trình độ của em. Và em hôm nay em làm rất tốt. Còn đối với lại Melodic thì anh rất muốn thấy em như thế này từ vòng đầu rồi. Tại vì cái bài mà khiến cho anh nhớ nhất về em đó là Lời Tâm Sự số 3. Đó là cái bài hát mà khiến em cảm xúc nhanh nhất. Và anh hy vọng nếu như một trong hai em vào vòng sau, anh muốn thấy hai em làm tốt hơn như thế nữa. Cảm ơn Rick. Dạ, em cảm ơn. Anh Thái có muốn nói gì với hai bạn không? Yeah, I mean khó nói lắm, cause like they're very đặc biệt to me. Like I said, like anh là fan của Mike, nhưng mà Long á, cái nhà anh chọn Long á, round one á, anh không có biết em lại hại anh gì. Anh không có biết em lại hại anh gì. Anh chỉ thấy em rap, anh thích. Nhưng mà anh về anh research YouTube, like you're already a star, you're already doing your thing, you know. So I feel like, you know, you guys are good no matter what. And to me, for these guys, so it's hard to talk, you know. But you know, I just want both you guys to know, hey, at the end of all this, we family, and you know, we all one. So it doesn't matter what happens today. Nhưng mà long anh hỏi em làm một chuyện cho anh họ cho mấy người khán giả nghe em. Hò kìa. Tại tao, when he sings, it reminds me of like my dad. That's why like when he does it, I get goosebumps, you know? Dạ, yeah. Yeah, em xin phép được gửi mọi người một câu hò, một cái bài thiệt ra là từ nhỏ em được nghe và tới bây giờ em vẫn thuộc. Cái câu hò ngắn trong Tình Anh Bán Chiếu thôi ạ. Yeah. Hò chiếu Cà Mau nhuộm màu cây đắng,
trong tôi cực lắm, mưa nắng dài dầu. Chứ chiều này tuổi hồng có bán đâu, tìm em không gặp, tôi gối đầu mỗi đêm. Oh. Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh Ngã Bài. Sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Yeah. Chính vì cái câu hò này lúc mà em rưng rưng nước mắt xúc động luôn. Dạ. Bạn này được cái là trời phú cho cái giọng rất là hay, rất là ngọt ngào. Mình biết là bạn khi bạn bằng hò được vậy thì bạn cũng phải sống rất là tình cảm. Bạn cố gắng chi tiết hơn chút. Về đóng tun này. Về đóng tun này. Về đóng tun này. Cho anh Ray hỏi anh Thái cái là ai làm cái beat này vậy? Oh, Two Pills. Oh, shout out to Two Pills. Yeah. He's not here today because he has a session, but shout out to Two Pills. He did all the beats for my whole team, so he do his thing. Một tràng pháo tay cho producer Two Pills. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt bình chọn dành cho hai bạn. Em kêu bình chọn cho mình đi nào. Ok, đây là Mai Melodic ạ. Mọi người chọn Mai sẽ không bao giờ sai. Mình chọn cho Mai nha. Ok, bang. Ok, bang. Ok. Dạ, em rất là biết ơn anh Thái đó đã để cho em làm cái chủ đề này. Em thực sự rất là yêu quê hương em, yêu nơi em sống. Và ở đó mọi người thấy con người sống với nhau bằng tình người. Và họ giao tiếp với nhau nhiều khi là bằng câu hò. Và nếu mọi người muốn thấy cái điều đó ở trong rap Việt này nữa thì bình chọn cho Long Đốt Lá. Bình chọn cho Long Đốt Lá. Yes. Nơi anh sống họ giao tiếp bằng tin nhắn. Tụi em nếu có muốn tiếp tục thấy hãy nhắn tin. 10 giây bắt đầu. Melodic 41 và Long Nón Lá 59. B-Ray, nếu như được chọn một, em chọn ai? Nếu như mà phải chọn một thì em sẽ chọn Melodic. Andre sẽ chọn Melodic. Andre sẽ chọn Melodic. Em nghĩ là Mike, tại vì là mỗi một team đang có một người chơi Melodic rất là tốt, nên là cái việc Mike vào thì sẽ cân bằng và những cái quân cờ trong vòng 3 nó sẽ có cái sự đối đầu hơn. Mời ban giám khảo. Thật là cái này thì hơi khó nghĩ cho ban giám khảo trong cái phần thi lần này, tại vì là cả hai bạn này chúng tôi đều muốn giữ lại. Sorry anh Thái khi mà em phải lúng túng trong cái chuyện lần này. Tại vì là em được chứng kiến anh dành cho các bạn rất nhiều tình cảm. Every decision is hard, yo. I'm gonna go up there with my squad though. I gotta go up there with the gang. Và trước khi đưa ra quyết định thì mình muốn cân nhắc mọi người. Ai còn nón vàng trong đây thì hãy cân nhắc. Bởi vì một trong hai bạn đều xứng đáng để đi tiếp. Làm gì có mọi người nữa đâu, Rick. Nói bóng gió thế. Và người đi tiếp là... Chúc mừng. Mike Lodic. Mike Lodic. Xin chúc mừng thí sinh Mike Lodic sẽ tiếp tục đi với đội Thai VG.
cảm ơn tất cả mọi người. Em không biết nói gì khác hơn. Và vẫn chưa có chiếc nón vàng nào được tung ra. Vì vậy, Long Đoán Lá chúc em may mắn ở vòng A-Boys. Quý vị và các bạn sẽ đến với vòng A-Bar sau vài phút giải lao. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Hiện tại cảm xúc của Mai khá là vui, nhưng mà mình vẫn đang giữ cái thái độ rất là chill chill, không căng thẳng quá. À, sẽ tiếp tục chứng minh bản thân bằng những bài hát trong vòng sau. Cảm ơn mọi người. Xem trực tiếp các giải thể thao kinh điển nhất hè 2023 Vego Sport trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Tôi là cố vấn. Tôi là cố vấn. Tôi là cố vấn của The Mask Singer Việt Nam. Mùa 2. Quý vị và các bạn đã trở lại với Rapid vòng đối đầu. Và thưa quý vị, chúng ta đã cùng cháy với lại 4 tiết mục rất là đặc biệt với đội Hoàng Thái Việt Tri. Và phải công nhận là với sự dẫn dắt của anh thì các bạn thí sinh đã nâng cấp bản thân lên rất là nhiều. Và xin được chúc mừng anh đã làm rất là tốt vai trò của mình. Thank you. Bây giờ sẽ là 4 thí sinh còn lại. Họ bước vào vòng thi 83 để có thể tìm cho mình chiếc vé thứ 5 để cùng đi tiếp với đội của Thái Việt Tri. Xin mời quý vị cùng chào đón sự trở lại của Cadmium, Wavy, Hydra và Long Đoán Lá. Xin mời anh Thái hãy đưa ra chủ đề cho vòng thi A-Bar này. It's about youth and dreams. I feel like, you know, we all have dreams that we live, whether it's good or bad. So I feel like dreams is something we all can relate to. Mình nói một chút về giấc mơ đi ha. Ngày xưa trước khi làm rap thì em mơ gì Bire? Dạ, trước khi làm nhạc rap thì em mơ em được làm rap star. Cái này là chia sẻ thật, từ lúc rất là nhỏ rồi là em luôn biết là mình thích sáng tác nhạc, thích làm một cái gì đó liên quan tới nghệ thuật ạ. Dạ, rất cụ thể. Dạ. Và mình đi đúng đường. Dạ vâng, tại vì em cảm thấy là em không có giỏi một cái gì đó trong cái cuộc đời này ngoại trừ làm nhạc. Yeah. Làm nhạc. Anh Thái, mà tại sao anh muốn chọn chủ đề giấc mơ? Because we all have a dream, you know? Not one person I know don't have a dream. We want to accomplish and be something, dream to be on the stage. So I feel like it's something we all can relate to. Ngày xưa giấc mơ anh Thái là gì? Nothing. Music. I love music since I was a kid. Since Michael Jackson, since Boyz II Men, Tupac, you know. I just love music ever since I was a kid to this day. So I'm living my dream right now. Shit. Yeah. You know what I'm saying? Andre. Hồi bé thì Andre mơ làm họa sĩ. Bởi vì hồi bé Andre rất thích vẽ. Và đến bây giờ Andre vẫn làm cái công việc vẽ và thiết kế. Vẽ là công việc của những người sống khá nội tâm. Andre thích vẽ về chủ đề gì? Vẽ về phong cảnh, vẽ về những cái gì mình nhìn thấy hàng ngày. Ok. Thế còn Big? Hồi em bé tí thì ước mơ là được trở thành cầu thủ đá bóng. Và ngày xưa em đá bóng rất là nhiều, một ngày em có khi phải dành đến 12 tiếng để em đá bóng. Thế tại sao em lại chuyển hướng sang đây? Khi em học cấp 2 thì em bắt đầu em thích âm nhạc, em thích anh Đan Trường, em thích Michael Jackson. Và sau đó thì lên lớp 7 em bắt đầu em nghe rap thì em là bắt đầu em thích. Anh lại tưởng là ước mơ của em là được thi luôn chứ. Thi gì ạ? Thi luôn đây nè. Còn mỗi đội em chưa thi thôi. À không. Thế nãy giờ em lo lắng quá. Đâu em lo lắng đâu. Ok, anh cũng ước mơ là cho đội em thi thật tốt nha. Vâng ạ. Quan trọng là bây giờ anh Bo anh có ra đòn không. Thì đấy, cái đấy là cái em đang lo. Chờ xem đã. Cái gì hay nó còn phía trước nè. Rick ơi, mình đừng ăn dụng nữa nè. Mình nói về giấc mơ đi nè. Dạ, hồi nhỏ em mơ là em có một cái nhà. Và em không phải ở đi ở thuê nữa. Dễ thương không? Mà bây giờ em xây cái nhà bự gấp mấy lần cái nhà em mơ đúng không? Hai cái đó. Anh có thấy hứa dẫn anh qua mà chưa thấy? Dạ đang xây chưa xong. Nhà xong nhớ hú nha. Tới Su nè. Em mơ đơn giản lắm anh ơi. Em là một người tò mò cho nên em muốn được đi đây đi đó. Uh-huh. Em muốn đi ra nước ngoài cũng được. Hoặc là em muốn đi về miền Tây em ở cũng được.
thì yeah, em vẫn đang sống cái cuộc sống tự do của mình như vậy. Anh nghĩ như là em nên có một người bạn giống Doraemon. Cánh diều thần kỳ. Anh đưa em đi bất cứ nơi đâu đúng không? Thật sự. Không, nhưng mà anh rất thích những cái người đó, họ rất là dễ cảm nhận hạnh phúc á. Có nghĩa là đi đâu họ cũng sẽ tìm được những cái điều nhỏ nhỏ đi mà hạnh phúc á. Còn Ti thì sao? Em cũng cảm thấy ước mơ của em nhỏ bé. Lúc nào em cũng mơ hình ảnh mà mọi người đang nhìn thấy em bây giờ trong mắt mọi người. Đơn giản thế thôi. Anh Thanh, anh nói một câu được không? Dạ, mời anh. Yeah, so talk about dreams. I just want to say like when I first started làm nhạc, anh không cái suy nghĩ like về Việt Nam lại. Anh chỉ mơ nhạc thì anh chỉ tự làm thôi. Nhưng mà fast forward 25 năm á, to come back to Vietnam and for everybody from mấy người trẻ to mấy người lớn to embrace me and love me, it's an honor. And I feel like it's very special and it's like a new dream for me to be here, you know. And from all you guys, I just appreciate all the love from Vietnam and it means a lot, you know. Yeah. Các bạn biết không, mỗi một người chúng ta đều có những giấc mơ và chúng ta cũng đều cố gắng để tìm cái giấc mơ của mình. Sau khi mình đạt được thành công cho cái giấc mơ của mình lại tiếp tục muốn mơ cho người khác. Và ở đây có bao nhiêu bạn trong khán phòng này đã hoàn thành được giấc mơ của mình rồi? Khoảng được 2-3 bạn à. Em, anh cũng muốn chia sẻ một chút, em đã hoàn thành cái giấc mơ gì rồi nè? Dạ, cái giấc mơ của em không phải đến từ bên trong em. Giấc mơ của em được một người bạn đưa tới cho em. Và giấc mơ hiện tại là em đã được làm cái nhạc rap rồi và em tìm được đam mê của mình. Đó thực sự là một giấc mơ của em. Chúc mừng em. Tôi nói thật, tôi đứng đây nhìn các bạn, tôi rất là thương các bạn là bởi vì các bạn là những cái người đang còn rất là nhiều năng lượng để các bạn tìm kiếm cái điều hạnh phúc, tìm kiếm cho mình cái thành công, tìm kiếm cho mình câu trả lời cho giấc mơ của mình. Tôi thì đến giờ phút này tôi cũng đã hoàn thành giấc mơ của tôi rồi. Tôi cũng giống như Bill Ray, tôi cũng chỉ có mỗi một giấc mơ để mà mơ là mình trở thành nghệ sĩ thôi. Tôi đã đứng ở đây hơn 20 năm rồi. Yes, yes, yes. Mời các em chuẩn bị đến với những ba nhạc của những giấc mơ. Chúc giấc mơ các em thành hiện thực. Beat số 1. Beat so high. Hai phút luyện tập bắt đầu. Hết giờ. Ai xung phong? Em ạ. Ok, cap me up. Và giấc mơ của bạn ấy. Chăm xin biết số 1 đấy ạ. Hey, it's cap me up. Yeah. Bước vào show khi tuổi đời còn khá trẻ, cái giá phải trả cho sự nổi tiếng lúc này đang còn quá rẻ. Ước mơ đưa tên tuổi chuyên Trần Phú càng thêm bay cao, như đàn anh Thanh Draw viết tiếp nên lịch sử này right now. Ok, VG Team. 16 tuổi ta ước chạm tới đỉnh cao mà ta mong. Ước mơ được chiến thắng bản thân mình liệu còn xa không? Ai đánh thuế được ước mơ vì đó là quyền của con người. Ta đánh đổi vì ước mơ để sống với nó đến trọn đời. Peace. Cap me up. Kìa đây, kìa đây. Hey, chào mọi người. Cho em beat số 1. Beat số 1. Yeah, yeah, hey, yeah, yeah, okay. Có cho mình một giấc mơ, có cho mình một giấc mơ. Không thể để điều đó dàng giờ, ta phải có cho mình một giấc mơ. Sài Gòn, siêu đô thị, dạy anh học cách gì vẫn sẽ kiên trì. Đừng đánh thức anh dậy khỏi giấc mơ của anh, chỉ để hỏi anh tên gì. Kể cả khi không còn ai bên cạnh để ta tin vào, thì vẫn luôn giữ cho bản thân một ngọn lửa tích cực. Tất cả sẽ dần bị thuyết phục, chứ không phải ai mà biết được. Không thể để cho giấc mơ của mình bị dàng giờ, you know.
Wavy. Ok, let's go. Tyra. Dạ vâng, cho em viết số 1 ạ. Số 1. Ok. Let's go. Yeah. Mắt nhắm mắt mở, bạn sáng chàng rapper. Bỏ qua ai khác nhắc nhở vì còn đang ram sờ. Thế viết đến khi tắc thở, viết là quên mất giờ. Nhưng mà trông chất nhờ, thế cũng không bất ngờ. Nhưng hay khi không vẫn mở, đôi trông thẫn thờ. Giữa thông minh lẫn khờ, dù lâu nay vẫn chờ. Chi mô khoảnh khắc, đầu hiện ra cảnh sát. Dù nóng lực hay lạnh ngắt, rồi tay vành mắt. Ra trạng thái mạnh nhất, ra đây nhạc hay thành rắc. Vì flow thành đắt, cứ đến lượt tay thành phất. Vẫn hay từ tay thành sắt, tạo ngay thành chất. Như thế thì bay mạnh mất, giấc mơ người đang hạnh phúc. Ok. Yeah. Áp lực quá, cố lên lắm. Cho em công biết số 1 ạ. Số 1 luôn à. Deja vu. Ê. Hôm nay mọi người được thấy ta cầm mái chạy trên sân khấu này. Nhưng nó là một cảm giác thân quen ta đã trải qua được mấy lần. Từng bước, từng bước, từng bước ta trở thành ta trong giấc mơ. Đôi tay chân cứ theo tách theo nhẹ trở thành rockstar. Chứ đâu phải ức ơ. Thất tại khi ta là u. Nó có phải là deja vu. Đem hết cả để mô ra thu nhạc ta lên loa người tha la u. Yeah. Cố gắng đâu hoàn thiện biết nó mà càng chuyên giấc mơ nó càng hiện chiến. Ta là càng tăng nhạc ta là hàng hiếm. Không phải là hàng tàng trình đó là càng tiến khiến nhau là càng hăng u. Deja vu. Bây giờ xem gì trên V Channel. Thứ hai, 3, 4 đón xem Hoa Vương. Thứ sáu, đừng bỏ lỡ Người ấy là ai mùa 5. Thứ bảy, chạy cùng Rap Việt mùa 3. Đặt lịch xem ngay lúc 20 giờ. Xem sớm nhất trên ứng dụng Vion. Xin mời đại gia phát biểu. Sau một thời gian chờ đợi mỏi mòn, ra quân thì đi đầu, mua hàng thì về cuối, thì không biết đại gia hôm nay sau một thời gian trà nón muốn săn cái gì ạ? À? Vào vòng 3 này thì anh đang cần một bạn lyrical. Hi Tra, em nhặt cái nón đấy rồi mày. Xin quý vị khoan vui lại đã. Trong trường hợp này chúng tôi chưa được chấp nhận chiếc nón vàng của Andre, bởi vì huấn luyện viên vẫn chưa đưa ra quyết định. Anh Thái Việt Duy còn quyền được giữ thí sinh tốt cho đội của mình. Xin lỗi đại gia. Có lẽ đại gia hơi vội. Tôi thấy đại gia quăng, tôi cũng cho đại gia căng. Nhưng mà xin lỗi, đại gia hơi hung hăng, cho nên đại gia cứ ngồi đó đợi đường nó tăng. Trước khi anh Thái đưa ra ý kiến của anh, em xin hỏi một vòng để coi coi là hiện nay thị trường chứng khoán nó như thế nào. Đầu tiên xin hỏi là người mua cổ phiếu hụt ạ. Bạn nghĩ sao bạn lại đưa cái nón ra quá sớm cho Hydra? Bạn thấy điều gì ở người này? Vì rõ ràng qua cái vòng A-Bars này thì Hydra là một cái người trội nhất. Cái cách em chơi vần ấy, từ đầu đến cuối em chơi có 2 vần, rất là tuyệt vời. Nhỉnh hơn hẳn tất cả các bạn còn lại và cả flow nữa. Đó là lý do vì sao mà anh chọn em. Andre có ấn tượng với ai khác không? Hay là trái tim chỉ có một thôi? Không phải, bởi vì cái vòng vừa rồi Hydra làm rất là tốt nên Andre chỉ có tập trung vào Hydra thôi. Wow, đó là một lời khen nhé. Big Daddy. Như anh Andre nói đó, khi mà Hydra lên thì chắc là bạn ấy đã rất là tập trung vào cái chuyện tại A3 rồi. Nên là em bị miss hết tất cả những phần còn lại của cả 3 bạn. Xin lỗi 3 bạn, nhưng mà của Hydra quá hay. B. Ban đầu em cảm thấy rất là ấn tượng với lại Cadmium. Cô ấy lại xuất hiện với lại một cái flow khác nữa, châu chuốt nhiều hơn nữa. Nhưng mà thực sự là tới lúc mà em thấy
cái ex-boy của Hydra thì mọi thứ nó không có còn quan trọng nữa rồi. Hydra làm ngợp quá. Dạ. Nó giống như kiểu bơi tự do, nó đi sần sần sần. Thằng em Long bước ra tôi lo cho nó luôn chứ. Nhưng mà Long cũng giỏi, anh cũng thích cái A-bar của Long rất là hay. Ban giám khảo có ý kiến gì không ạ? Đứng ở trên này thì anh thực sự thích cái năng lượng của Cát Miềm. Đến bây giờ em vẫn giữ được cái sự tàn phá mọi thứ xung quanh. Cái này anh phải công nhận luôn, em đi đâu mọi người cũng phải né. Và cái cách Long Non Lá làm tròn chỉnh mọi thứ từ trong ra ngoài em đều rất là tròn trịa. Nhưng mà với cái phần A3 này thì anh đặc biệt thích cái phần cố gắng của Hydra. Về Hydra thì nó quá rõ ràng rồi, nhưng mà thật sự là chị vẫn muốn dành thêm lời khen cho Long. Chị biết cái beat này nó không phải là cái sở trường của em, mà hôm nay em chơi cái flow như vậy và em đã làm mình rất là ngạc nhiên với cái phần A-bar của Long. Hydra nãy giờ mọi người khen nhiều quá, cho phép em không nói về Hydra nữa. Cá nhân em thì em thích Long và Cameo. Anh Thái, anh hãy đưa ra quyết định của mình. Anh muốn giữ lại thí sinh nào? So nãy anh, out of all you four, I think you know Hydra came the hardest. Nhưng mà bây giờ Andre muốn chọn Hydra, so anh sẽ ủng hộ cho Andre. Tại bây giờ anh có hai người, tại anh cứu một người, it's kind of like I'd rather have two people move on than one. Hiểu không? Anh Thái dễ thương nhỉ? Family. Yeah. So for at least he can continue and do his thing, and you know I'll let him do that. And then hey, I want to say this though, like anh chọn ai, you guys gotta continue what you do. Okay, Cadmium, em còn trẻ, just continue. If it's in your heart, I'm here too. We're gonna do music together, whatever, you know what I'm saying? But you have my phone number, I'm here. Don't worry about that, okay? Long Non Lá, qua mã chiến. Chúc mừng Long Non Lá sẽ tiếp tục đi với đội Thái VG. Và Hydra sẽ về với Andre. Good to you. Cảm ơn. Ok, do your thing, brother. Ok. Thưa quý vị, một cái kết không thể nào tốt đẹp hơn. Cả hai vị huấn luyện viên đều nhận được những thí sinh mà mình mong muốn. Và xin một lần nữa chúc mừng cho đội của Thái VG đã hoàn thành vòng thi đối đầu rất xuất sắc. Thưa quý vị, đội của Andre đang có 273 điểm. Và Hydra, bạn đang có 55 điểm. Và đây là thí sinh cuối cùng về với đội Andre. Nâng tổng điểm của đội lên là 328 điểm. Chúc mừng đội Andre. Mời Hydra về với đội Andre. Oh, so all love, bro. Kill it. Tự nhiên nha. Okay, brother. Okay, anh biết em sẽ bị phát tài, okay? Cảm ơn sự đóng góp của Cadmium và Wavy ở vòng thi này. Trước khi chia tay, muốn hai em chia sẻ một đôi điều với khán giả. Thì em là một cô bé chắc là nhỏ tuổi nhất ở đây rồi. Nên là được đứng ở đây thực sự là một ước mơ quá lớn của em. Cái này the game, don't worry. Cái này là lần đầu tiên, em còn trẻ, this is the beginning, don't worry. Thật sự đây không phải là giọt nước mắt cả là cay cú hay gì cả, nó là một giọt nước mắt rất là xúc động. Em chỉ muốn nói là em cảm ơn mọi người rất nhiều. Tài chỉ của em chưa thể bao giờ kết thúc và em vẫn luôn luôn một tình yêu với âm nhạc, một tình yêu với nhạc rap và nó sẽ còn phát triển. Em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Cảm ơn em đã đến với chương trình và xin mời Wavy. Yo, em chào mọi người. Thật sự những cái giọt nước mắt của em hôm nay em rất là vui bởi vì hành trình ở đây.
khi em được vô đội anh Thái và anh Thái giống như một cây cổ thụ vậy á. Tụi em đang ở dưới cái bóng mát của anh Thái và em enjoy hết tất cả những cái hành trình từ trước tới giờ. Em biết đây chưa bao giờ là kết thúc hết. Em rất vui khi hôm nay được đến đây và được đồng hành cùng với mọi người. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn quý vị đã đóng góp cho đôi của Thái Việt Trì. Damn, dog, let's get too emotional, dog. I gotta cut this. Let's get too emotional up in here, dog. Just want you guys to understand, cái này là game show. You know, cái này không phải là cái the end. This is the beginning. Okay, so use this opportunity to continue your journey, man. Like, you guys are young, bro. Like, enjoy it, you know, and just be strong. Like you get through it, man. And I'm here. I'm always here. You know what I'm saying? So, yo, yeah, hello. Vâng, nói chung là rất là ấm áp và anh Thái, em rất là thích cái câu của anh. Mà nói lại cái my team, we hang out and we eat together. We really connect like on some family stuff, you know what I'm saying? That's why it's really emotional. It's not just for show. Like, we really connect, you know? Everybody is real, their heart is pure, and they just want to do music. Thank you, anh Thái. Và thưa quý vị, chúng tôi xin được chúc mừng đội Thái Việt Tri sẽ tiếp tục đi vào vòng 3 với các thí sinh Long Loan Lá 59 điểm, Lil Grace 75 điểm, Milo Dick 41 điểm, Tội 45 điểm và Voltop 64 điểm, kèm với một nón vàng dành cho You Know Big Boy với 63 điểm, nâng tổng điểm của đội Thái Việt Tri lên 347 điểm. Chúc mừng anh Thái đã hoàn thành đội hình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi, Rap Việt, do V Channel và Vion thuộc Đức Việt VAC Group Holdings thực hiện, phát sóng định kỳ vào 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh V Channel và Vion. Vion, siêu ứng dụng giải trí để xem phim, show, thể thao và truyền hình. Quý vị hãy tải ngay Vion để xem sớm nhất và trọn vẹn Rap Việt. Quý vị và các bạn đừng quên fieldvz.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng, đối tác truyền thông chính thức để trải nghiệm những nội dung độc quyền. Cảm ơn đơn vị tài trợ chính của chương trình năm nay, nhãn hàng Pepsi vì chanh không calo, sảng khoái tột đỉnh, bung hết chất mình. Cũng xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ, nhãn hàng Lay's, Lay's giòn bùng vị, rap hay bùng nổ. Và cảm ơn các đơn vị đồng hành, Jeep Việt Nam Automobile, nhà phân phối độc quyền Jeep chính hãng tại Việt Nam. Và xin được cảm ơn Warner Music Việt Nam, đơn vị tài trợ ghi âm và phân phối độc quyền bản ghi rap Việt của ba. Xin cảm ơn đơn vị Streetwear Dirty Coin đã hỗ trợ trang phục cho thí sinh của chương trình năm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kết thúc trận tranh hùng đầy nghẹt thở, năm chiến binh xuất sắc tiếp tục đồng hành cùng với huấn luyện viên Thái VG, gồm có Vontech, Tội, Lil Grey, Mylodic và Long Nón Lá. Cùng với You Know Big Boy, đội hình của huấn luyện viên Thái VG đã chính thức hoàn thiện với tổng số 347 điểm. Với việc cứu Hydra, huấn luyện viên Andre cũng đã hoàn thiện đội hình thi đấu của mình với 328 điểm. Tuần sau, tiếp tục công phá vòng đối đầu sẽ là những thành viên đến từ đội huấn luyện viên Big Daddy. Tới bây giờ thì không có một cái nón vàng nào cho đội Big Daddy cả. Rất là muốn biết tâm lý của Big ngay bây giờ. Nếu mà không có nón thì thí sinh của em sẽ thiệt đi một người, nhưng mà bọn em rất sẵn sàng. Team Big Daddy muốn mang tới 4 bài thi có tính giải trí cao, khán giả có thể nghe lại rất nhiều lần. Em cũng đang rất là mong chờ qua sự huấn luyện của anh Big Daddy thì mọi người sẽ làm cái gì. Anh nghĩ là không làm em thất vọng đâu Bảo. Những màn trình diễn đẳng cấp nào sẽ được thể hiện để chiêu đãi khán giả? Màu sắc đầy biến ảo nào sẽ bùng nổ trên sân khấu của Rap Việt? Trời ơi, nói chung là không có ưa. I love you. Quá dễ thương rồi. Tôi chưa bao giờ thấy các thí sinh thi đấu mà thần thái ngút trời. Hy vọng là sau hôm nay là ủng hộ hả? Dạ vâng. Ủng hộ liền hay ủng hộ liền hả? Xuất sắc quá. Đó, ủng hộ. Đây là một trận rất là cân tài cân sức. Hurricane bước ra thông minh bao nhiêu thì Pháp Kiều ra, Pháp Kiều chọt đủ nơi hết luôn. Chỗ nào chọt cũng đã hết. Rồi em rất là thích à. Em cảm ơn anh. Ước gì chương trình cho em thêm mấy cái nón nữa. Vừa rồi các bạn bốc cháy khán phòng này giống như là Snoop Dogg và Lil Nas X.
Andre nói em compare em tới Little Nas X, but I think you could be bigger than Little Nas X. Đây vừa là một món quà cũng như là vừa là một cái sự áp lực để cho Su lựa chọn là bạn nào có cái lời chinh phục hay hơn. Cảm ơn nhiều nha Big, Big dễ thương quá. Rồi Big toàn là 8 lạng nửa cân được không ha? 8 cân nửa lạng. Lần này nó đúng nha. So, người ấy là ai, 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 ai? Em làm gì đây? Trời ơi, âm nhạc quen thuộc. Đúng format nữa là hai em nó phải nói lời cuối với Su. Em sẽ nói gì với Su? Nói đi, cái vụ này là dễ thay đổi ý kiến lắm em. Nói cho hay vô. Trước khi bước lên đây, em cũng đắn đo rất là nhiều. Mà vì chị nên là em phải biết lyrics rất là kỹ. Nên là mọi quyết định là skit. Kiều ơi, còn gì để không em? Để em. Ờ, để em. Như lời bài hát đã nói là Big Team, nhân tố Pháp Kiều hàng hiếm. I'm the leader team, cause I'm who I am. Su Boy, Hàn Lâm, Trang Anh. Bó hoa em hãy cầm trên tay. Anh hy vọng em chọn đúng. Hãy đón xem tập tiếp theo của Rap Việt mùa 3 được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube V Channel và siêu ứng dụng giải trí Vion.